lừa tôi à? Hệ thống chó này có thù với tôi sao? Hệ thống chó chết cố tình hại tôi. Nữ văn toán, vật lý hóa học tổng hợp, môn nào nó cũng cho điểm tuyệt đối, riêng môn ngoại ngữ thì không điểm. Giáo viên ngoại ngữ, tôi chỉ có thể cảm thấy tiếc cho cô. Thế là Giang Nam toàn làm sai chủ đề, không có từ nào trong câu hỏi điền vào chỗ trống là đúng. Cậu ấy viết bài luận bằng tiếng Hy Lạp cổ, ngay cả giáo viên ngoại ngữ cũng không thể hiểu nổi. Lại bắt đầu rồi, cậu ta lại kết thúc bài làm sớm và lại ngủ rồi. Lần này là hoàn thành sau 13 phút. Giang Nam, đợi tôi với. Bạch Anh, sao cậu lại ở đây? Kỳ thi hàng tháng đã kết thúc. Để cảm ơn cậu đã dạy kèm cho tôi vào buổi trưa, tôi sẽ đãi cậu bữa tối. Đãi tôi bữa tối, thật không? Đương nhiên là thật. Các món ăn căng tin, cậu có thể chọn bất cứ thứ gì cậu muốn, gì cũng được, tôi sẽ thanh toán hóa đơn. Bạch Anh ơi là Bạch Anh, tôi đói lắm rồi, cậu chuẩn bị mà chờ hóa đơn đi. Bữa ăn của Giang Nam này đã bù vào chi phí ăn uống của Bạch Anh trong một tuần. Giang Nam thối, ăn gì mà nhiều thế? Giang Nam, cậu nói thật với tôi đi, cho tôi biết cậu được tổng bao nhiêu điểm trong kỳ thi? Chắc là 600 điểm. 600 điểm không hơn không kém. 600 điểm á? Cậu có thể đạt 600 điểm trong một kỳ thi khó như vậy? Quả nhiên là trước kia cậu đã giấu trình. Đây có phải là thực lực thật của cậu không? Từ hôm nay tôi sẽ học hành chăm chỉ hơn, kỳ thi tiếp theo chắc chắn sẽ vượt qua cậu. Cô ta thật là hài hước thật. Ngữ văn, toán và khoa học tổng hợp đã được 600 điểm rồi. Dù cho bài thi tiếng Anh có tệ đến đâu thì cũng không thể nào bị không điểm được. Xem ra chỉ số thông minh của cô cũng chỉ như vậy. Nhưng lần sau sẽ không phải cô đuổi theo Giang Nam mà là tôi đuổi theo cô. Để đánh bại đối thủ Tần Vũ Mộc, Bạch Anh có thể nói là đầy tự tin. Kết quả kỳ thi lần này đã có rồi, tôi không cần nói thêm, các bạn cũng biết mình thi như thế nào rồi. Thành thật mà nói, tôi thực sự xấu hổ với các bạn. Nhưng có một điều đáng mừng, Giang Nam nước ta đạt điểm tuyệt đối 150 điểm và đã phá kỷ lục tới 3 lần. Nam thần xứng đáng là nam thần, tôi không mong đợi cậu ấy đạt điểm tối đa môn ngữ văn. Thật là lợi hại mà. Khi tôi thấy sự khó khăn của bài thơ tiếng Hán cổ, tôi đã ghét cái đầu của mình. Tôi không ngờ Giang Nam lại thực sự làm được. Tất cả im lặng, chỉ cần nghe tôi nói. Giang Nam không chỉ đạt điểm tuyệt đối môn ngữ văn, cô ấy cũng đạt điểm tối đa trong toán học và khoa học. Cái gì? Đạt điểm tối đa cả môn khoa học? Cô giáo, vậy tiếng Anh Giang Nam được bao nhiêu điểm? Với thành tích của Giang Nam, nhất định là rất cao. Ngay cả khi đó là trường chúng ta trong 3 năm, Tần Phong, người được biết đến như một học sinh siêu phàm. Thời gian này không có cách nào để so sánh. Trật tự hết cho tôi, đừng có nói nữa. Giang Nam tiếng Anh không có điểm tuyệt đối, thậm chí không có điểm nào trong bài kiểm tra. Vì vậy, tổng số điểm của cậu ấy là 600 và cậu ấy đại đứng thứ 2 trong trường. Vừa dứt lời, tất cả học sinh bị sốc. Sao có thể như vậy được? Trong 3 năm cấp 3, chưa từng có ai bị không điểm môn tiếng Anh mà. Ít nhất là 12 điểm. Chẳng lẽ Giang Nam tiếng Anh lại đưa vào một tờ giấy trắng? Thưa cô, Tần Phong có phải là người đứng thứ nhất trong trường không ạ? Đúng vậy, Tần Phong ghi được 602 điểm, nhiều hơn Giang Nam 2 điểm. Tiếng Anh không điểm, chỉ dựa vào ngữ văn và khoa học tổng hợp mà được 600 điểm. Chỉ kém Tần Phong 2 điểm. Chỉ 2 điểm thôi, không cần đạt tối đa 150 điểm. Ngay cả khi bố cục không được điền vào chỗ trống, cứ chọn bừa ABCD kiểu gì trả chúng. Lại không được 2 điểm sao? Đây không phải là cố ý trêu chọc sao? Vẫn còn có thủ với người khác, cố ý tát vào mặt, nhưng đó là một cái tát khá tuyệt. Thật thỏa mãn. Một người có thể đạt điểm tối đa môn ngữ văn, toán và khoa học, dù ngoại ngữ có tệ đến đâu cũng không thể là không điểm. Cậu ta đang muốn trêu tôi, trong bài thi tiếng Anh cuối cùng, cố tình bị không điểm, được 600 điểm, chỉ kém tôi 2 điểm. Đây không phải chỉ để chứng tỏ rằng tôi là một tên khốn sao? Tần Phong, đừng quá kích động. Mặc dù Giang Nam rất giỏi, nhưng xét cho cùng tổng điểm của nó không bằng của cậu. Được rồi, bây giờ mọi người tiếp tục tự học, giám sát kỷ luật. Giang Nam, theo tôi đến văn phòng. Theo đến văn phòng, để làm gì? Giang Nam, đừng gò bó quá. Đây là thầy giáo Hồ. Thầy con là tổ trưởng tổ ngữ văn của trường. Cô giáo Hồ đã dạy một học sinh giỏi. Có học sinh Giang Nam ở đây, ngữ văn trường cấp 3 của chúng ta đã leo lên. Rực rỡ một lần nữa, học sinh Giang Nam, lần này tôi nhờ cô Hồ đưa em đến văn phòng. Có một điều muốn hỏi, tôi hy vọng em sẽ khai sáng cho tôi. Thầy giáo, thầy là thầy, tôi là học sinh vậy mà thầy còn cần tôi khai sáng. Tổ trưởng Ngô, chỉ cần nói thẳng với nó là được. Nó vẫn còn là học sinh, anh không cần phải khách sáo với nó. Không, cô Hồ, cô sai rồi. Mặc dù Giang Nam còn trẻ và là một học sinh, nhưng về phần ngữ văn, cũng không thua gì cô và tôi. Đặc biệt là việc nghiên cứu sâu về chữ Hán cổ và cổ văn, thậm chí còn tốt hơn chúng ta, có thể gọi là cao thủ. Thầy Ngô, đừng khen tôi nhiều quá. Phù thủy, cô Hồ nói đúng, thầy không cần khách sáo với tôi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Được, Giang Nam, vậy tôi sẽ không khách sáo nói thật lòng. Em đã viết sáng tác này bằng tiếng Hán cổ điển, quá tinh tế và thú vị, chúng tôi đã dành phần lớn thời gian trong ngày và không dịch được hết. Vì vậy, chúng tôi phải gọi cho tác giả. Nếu không phiền, hãy chỉ cho chúng tôi nên dịch và đọc như thế nào. Hóa ra là như vậy, thầy Ngô sao không nói sớm, dạ tôi hồ hôn. 3 phút, chỉ 3 phút nữa là tiết tự học kết thúc. Chỉ có Giang Nam mới giải thích xong được bố cục. Đơn giản chỉ là một cái hố, nhưng giáo viên ngữ văn này là những con quỷ ăn thịt không nhổ xương. So với phù thủy Hồ Trực Phi, còn mạnh hơn gấp 3 lần. Quả nhiên, mình nên giữ một hồ sơ thấp.
Nhưng bây giờ tôi không thể bình tĩnh ngay cả khi tôi muốn. Đau đầu quá. Đều là lỗi của cái hệ thống chó chết đấy. Chẳng mấy chốc cả trường cấp 3 đều biết tới cuộc chiến ấy. Giang Nam hoàn toàn bốc cháy. Ngay cả bà Quyết Dọn và chú gác cửa. Mọi người đều biết rằng có một con ngựa đen như Giang Nam. Tân Phong là một học sinh đứng đầu trong 3 năm, lần nào cũng đứng đầu trong kỳ thi. Nhưng hôm nay, một cuộc phản công đã xảy ra. Cũng giống như cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, có hương vị bên trong. Cả khuôn viên trường xôn xao, ngỡ ngàng với những thành tích của Giang Nam. Họ cũng không thương tiếc Tân Phong. Thậm chí còn có một số học sinh giỏi đã tưởng tượng ra sự cạnh tranh giữa hai kẻ đứng đầu trường. Phía bên kia là nhân vật chính của cuộc chiến này. Giang Nam chưa bao giờ quan tâm đến Tân Phong. Lương tâm trời đất, tôi thực sự không có ý tát vào mặt cậu ta. Thậm chí không có ý chế giễu cậu ta vì kém 2 điểm. Tai nạn đó là hy hữu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kỳ thi tháng này. Phần thưởng: thể lực cộng 6, cấp học cộng 1, điểm học cộng 600. Xét về thực tế, người thực hiện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều khiển lần này. Hệ thống thưởng cho ký chủ thêm 400 điểm và nâng cấp kỹ năng của ký chủ. Siêu trí nhớ và hiểu biết tăng gấp đôi. Hệ thống chết tiệt. Hóa ra bảo tôi làm như vậy là để đủ 1.000 điểm. Đây là yêu cầu tôi thực hiện 10 lần đập liên tiếp. Giang Nam, em im miệng cho tôi. Thưa cô, lẽ ra em không được mắc lỗi trong lớp phải không ạ? Em không mắc lỗi nào trong lớp, nhưng còn bài kiểm tra thì sao? Đi với tôi đến văn phòng để xem em đã làm cái gì. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Trước khi Giang Nam kịp rút thưởng, thì cậu đã bị giáo viên ngoại ngữ Sally Dương gọi tới văn phòng trước. Em là siêu học bá Giang Nam. Siêu học bá? Thầy giáo, thầy mô tả em hơi quá rồi. Em không phải siêu học bá. Có người ở trường cấp 3 chúng ta đã cùng lúc đạt điểm tối đa 3 môn toán, ngữ văn, khoa học tổng hợp. Nếu đây không được coi là một bậc thầy, vậy thì những người khác cũng chẳng phải cặn bã. Giang Nam, em nghĩ sao về giáo viên ngoại ngữ của em? Cô Sally Dương thế nào? Cô giáo Dương, cô ấy rất tốt. Cho dù cô ấy tốt như thế nào, tất cả chúng em đều rất thích cô ấy. Nếu như em thích cô ấy, vậy thì tại sao lại cố tình bị không điểm trong bài kiểm tra ngoại ngữ? Mục đích là để thu hút sự chú ý của cô giáo Dương, phải không? Hả? Đây là nói cái gì vậy? Tôi thích Sally Dương nên tôi cố tình bị không điểm trong bài kiểm tra. Cái kiểu này mới là ai nha? Thầy giáo, thầy hiểu lầm rồi. Em nói thích, chỉ là tình yêu học trò dành cho cô giáo. Còn bài thi ngoại ngữ này bị không điểm, đó là vì em đã không vượt qua được. Giang Nam, cậu không cần giảo biện. Lý Minh đã giải thích mọi thứ rồi. Em ấy đã chép bài nhắc của cậu. Bài đã đạt 140 điểm, đạt hạng nhất toàn trường môn ngoại ngữ. Giang Nam lúc này ngạc nhiên. Lý Minh đã chép giấy nhắc của tôi là tên quái nào? Sao chép giấy nhắc của tôi và giành vị trí đầu tiên trong trường trong một môn học? Sao? Em không biết Lý Minh ở lớp 301. Nhưng ngoại ngữ hàng ngày của em ấy chỉ có thể được coi là trung bình. Nhưng bài thi này lại được 140 điểm. Riêng phần sáng tác trừ 10 điểm. Khi được yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm trao dồi ngoại ngữ trên bục giảng, em ấy ngất xỉu vì hồi hộp. Sau một thời gian em ấy đã ổn. Em ấy nói, giấy nhắc của em rơi xuống sàn. Em ấy đã không tìm được và chép lại nó. Điều này có nghĩa là điểm ngoại ngữ của em rất tốt. Nhưng trên phiếu trả lời, em đã cố tình tránh các câu trả lời đúng. Thành phần cũng trong tiếng Hy Lạp cổ đại. Em đã không làm điều đó để có được sự chú ý của tôi. Đó là coi chúng tôi như một giáo viên ngoại ngữ. Giang Nam ngẩn người ra một lúc. Cái tên Lý Minh này đúng là chết tiệt. Chỉ cần chép giấy nhắc của tôi và quên nó đi. Nhưng cậu ta lại chợt nhận ra rằng mình đang chơi một trò chơi có thưởng. Tưởng một mình là được rồi, lại còn hại cả tôi. Giang Nam, tôi nói cho em biết, lần này tôi sẽ không nói nhiều. Những kỳ thi tới, em có thực lực gì, em sẽ được bao nhiêu điểm? Nếu còn dám tái phạm, hậu của em sẽ gánh hết. Giang Nam bị giáo viên giáo dục nghiêm khắc. Cậu cúi đầu và trở lại lớp học. Giang Nam, cậu thật là... Để thu hút sự chú ý của cô giáo Dương, cố tình làm sai hết tất cả các câu trong bài thi ngoại ngữ, vì không điểm. Chắc bây giờ mọi người trong trường đều biết hết rồi. Trời đất ơi, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, đừng có giả vờ nữa. Lý Minh đó đã chép bài của cậu và giành được vị trí đầu tiên trong một môn học trong toàn trường. Cậu ta đã tự lừa dối mình. Cậu đã làm điều này chỉ để thu hút sự chú ý của cô giáo Dương. Tôi thật sự không có. Tôi đã hoàn toàn làm nó để cho vui, không muốn điểm đầy đủ. Ngay lúc này, chủ nhiệm Hồ Diệp Kỳ tức giận xông vào lớp. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, lãng mạn bị cấm trong trường học. Cố ý chơi thăm trong các kỳ thi, cố ý không điểm để thu hút sự chú ý của giáo viên. Đây đơn giản là hành vi rất trẻ con. Các em cần phải được cảnh báo. Dồn hết tâm trí vào việc học hành. Hãy tuân thủ, hãy xứng đáng với bố mẹ các em, tốt cho chính mình. Giang Nam, đừng có ngủ nữa. Đi ra ngoài với tôi, một số giáo viên đang tìm em. Giang Nam lại bị gọi đi. Lần này tôi đoán cậu ta toàn chắc rồi. Các vị giáo viên, tôi đã đưa Giang Nam tới rồi. Học sinh Giang Nam, chúng tôi không quan tâm. Hôm nay tôi gọi em đến đây chỉ để chạm vào đáy của em. Đáy của em? Không phải thầy vừa hoàn thành việc chờ đợi kỳ thi tháng này sao? Là thế này, một số giáo viên của em giới thiệu em cho tôi, để em đại diện cho trường tham gia các cuộc thi Olympic toán học và vật lý tiếp theo. Mặc dù bài kiểm tra toán và vật lý hàng tháng của em đều được điểm tối đa, nhưng để chứng minh thực lực của em, việc nhà trường kiểm tra lại em vẫn là điều cần thiết. Hóa ra là như vậy, em còn tưởng là do ngoại ngữ. Dọa chết em rồi, đây là câu hỏi cuộc thi Olympic tôi đặc biệt chuẩn bị.
Em có thể kiểm tra nó ngay tại đây. Đây có phải là câu hỏi Olympic toán học không? Nó quá đơn giản. Vừa dứt lời, như một tiếng sét giữa trời xanh nổ trong lòng mọi người. Đây không phải là bài thi cạnh tranh bình thường. Đó là một câu hỏi cạnh tranh thực sự khó mà tôi nghĩ ra sau khi tìm kiếm và bắt óc suy nghĩ. Mỗi câu hỏi trong đó đều khó hơn gấp nhiều lần so với các câu hỏi của kỳ thi tuyển sinh đại học. Học sinh Giang Nam, em thậm chí còn chưa bắt đầu làm bài mà em đã nói lớn như vậy rồi. Nó thực sự quá dễ. Em có thể biết câu trả lời cho nháy mắt và em sẽ làm được ngay. Được, em nói những câu hỏi này rất dễ. Vậy câu trả lời của những câu hỏi này là gì? Toàn bộ điểm trên mặt phẳng. Giang Nam không cần giấy và bút, chỉ cần liếc nhìn nó và nói trực tiếp câu trả lời. Đáp án đi. Em đã từng làm câu hỏi này chưa? Chưa từng. Vậy sao trả lời nhanh thế? Không phải em vừa nói rồi sao? Câu hỏi này rất đơn giản, có thể trả lời trong nháy mắt, không cần phải làm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây là một cuộc thi Olympic toán học. Làm sao có thể tính toán câu trả lời trực tiếp mà không cần suy nghĩ về nó? Không thể là một sự trùng hợp được. Em nói về quá trình xem. Vì vậy đáp án là B. Châu Linh Phòng vẫn không thể tin được. Lại chỉ vào câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ ba và câu hỏi thứ tư. Nó sẽ được Giang Nam giải đáp ngay sau đây. Lão Tào, hãy nói cho tôi biết sự thật. Không phải thầy đã cho Giang Nam xem trước tờ giấy này chứ? Và đã cho cậu ta biết trước câu trả lời. Anh bị điên à? Anh đã giữ khư bài kiểm tra này như là giữ một món bảo bối ấy, chưa từng bỏ ra, còn chưa cho tôi xem. Làm sao tôi cho Giang Nam xem được? Cũng đúng. Giang Nam, em có thể giải thích chi tiết các câu hỏi cho tổ trưởng Châu của chúng tôi không? Để phòng thầy ấy nghi hoặc. Giang Nam gật đầu, bắt đầu giải thích câu trả lời. Sau khi làm xong 25 câu hỏi, mọi người như chết lặng. Học sinh Giang Nam, hãy tham gia kỳ thi Olympic toán học của chúng tôi. Với trình độ toán học của em, 100% đạt giải cấp tỉnh và sẽ được tham gia trại hè. Sau đó vào đội tuyển quốc gia và đi các nước khác. Em không cần phải làm bài kiểm tra đầu vào đại học, được đảm bảo sẽ được gửi đến các trường đại học hàng đầu ở Thành Bắc. Tôi nói lão Châu, thầy đang làm gì vậy? Trước đó đã thống nhất rằng Giang Nam phải hoàn thành tất cả các bài thi của tất cả các môn. Cậu ta còn chưa làm vật lý. Tại sao thầy muốn để cậu ta tham gia đội thi đấu Olympic toán học của thầy? Sao? Thầy ghen tị sao? Giang Nam có nền tảng toán học như vậy, đủ để đạt giải thưởng và được tiến cử. Anh muốn cậu ta làm các môn học khác để làm gì? Lão Châu nhà anh thật là ngu ngốc. Nếu Giang Nam có trình độ vật lý cao hơn toán học thì sao? Còn nữa, còn có cả hóa học. Hãy để cậu ấy thử. Tất cả các giáo viên của Giang Nam đã tranh luận đúng lúc. Giang Nam có một giá trị mà mọi người đều tranh giành. Cái đó, các vị giáo viên, buổi học thứ hai sẽ bắt đầu vào chiều nay. Em nên đến lớp. Để làm gì? Em có trình độ học này, còn cần đến lớp sao? Không cần thiết. Em cứ ở đây làm các câu hỏi. Đừng nghĩ rằng tôi không biết em ngủ trong các kỳ thi. Căn bản không cần học. Sẽ không tốt nếu không học. Xét cho cùng em vẫn là học sinh và phải tuân thủ. Cái đó để kiềm chế người khác, nó không thể kiềm chế em. Tôi là trưởng nhóm toán học, đem danh nghĩa người phụ trách kỳ thi Olympic toán học đảm bảo cho em. Miễn là em tham gia thi toán học, sau này em không cần phải tham gia các lớp học khác. Nhóm trưởng Châu, anh đã đi quá xa rồi. Các câu hỏi còn lại của Giang Nam sẽ được thực hiện trong một phòng lớn. Một cuộc đấu đá nội bộ sắp bắt đầu. Được rồi, được rồi. Đừng tranh cãi nữa. Để Giang Nam làm việc trước. Không đáng ngạc nhiên, Giang Nam nhanh chóng quét sạch tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra. Trong lúc đó, một số giáo viên đối đầu với nhau để tranh giành Giang Nam. Xích nữa thì đem Trần Phong học phụ phá vỡ đi rồi. Ngay lúc đó, hệ thống đưa ra một nhiệm vụ và yêu cầu ký chủ tham gia toán học cùng một lúc với cuộc thi vật lý, hóa học, sinh học. Hệ thống chó chết này là tuyệt nhất. Các vị giáo viên không cần phải tranh cãi nữa. Em quyết định tham gia thi tất cả 4 môn toán lý hóa sinh. Hả? Em tham gia tất cả các cuộc thi toán lý hóa sinh sao? Hả? Em muốn tham gia tất cả các cuộc thi toán lý hóa sinh sao? Tôi nghe nói rằng trường trung học số 1 đã đào tạo ra rất nhiều người tuyệt vời trong năm nay. Bài kiểm tra hàng tháng tuần trước quá khó. Có người đạt điểm cao 678 điểm trong bài kiểm tra. Thật là mịch thiên. Học sinh từ các trường thứ 2 và thứ 3 có thể dễ dàng đè bẹp Tần Phong. Không có ai có thể so sánh. Dựa theo ước tính này, kỳ thi Olympic toán học này chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta chỉ làm trò hề cho mọi người xem thôi. Các học sinh, chúng ta đã đến, mọi người phải thư giãn. Tuy nhiên, một số người không được xả nước. Chỉ cần có thể đạt 99 điểm là sẽ vượt qua kỳ thi này, nếu không sẽ bị loại ngay ở vòng sơ tuyển. Điều đó không hay. Tôi hy vọng rằng Nam sẽ không chơi trò kiểm soát điểm trong kỳ thi. Thầy giáo, thầy đừng nói thẳng như thế. Chúng em biết, Giang Nam là nhất. Nhưng thầy không cần phải trực tiếp nói rằng Giang Nam có thể đạt được 99 điểm đâu. 99 điểm, tôi muốn đạt điểm tối đa trong kỳ thi này. Giờ khắc này, Tần Phong trong lòng tràn đầy chí ý. Rốt cuộc, 3 năm cố gắng để trở thành học sinh cấp 1. Cậu ta không tin rằng đứa trẻ đột nhiên trỗi dậy này có thể giành chiến thắng lần này. Xin ký chủ vui lòng đạt 88 điểm trong kỳ thi Olympic toán học này nhé. 88 điểm, không phải điểm tuyệt đối sao? Lão Tào, lão Tào, không phải do lỗi của tôi đâu đấy. Tôi hy vọng tôi không bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Giang Nam cần điểm khống chế là 88, làm tất cả các câu hỏi, không để lại một khoảng trống nào. Cách dễ nhất để làm điều này là cố tình điền sai một trong các câu hỏi điền vào chỗ trống, bị trừ 8 điểm, sau đó viết sai chữ số đầu câu 9, trừ 4 điểm. Olympic toán học lại đơn giản như vậy sao? Không suy nghĩ quá nhiều, Giang Nam liền nghĩ ra hai giải pháp. Ít hơn một phút, cậu ấy đã làm câu hỏi điền vào chỗ trống thứ 8 trong một lần. Thí sinh không được rời khỏi chỗ ngồi trong giờ thi, không thể đi vệ sinh trừ khi giấy tờ được giao trước. Cái gì? Tôi có thể giao giấy trước sao? Đây là một bất ngờ. Tôi đã dọn bàn và chuẩn bị đi ngủ.
Ứng cử viên này, vừa rồi bạn không lắng nghe sao? Không rời khỏi chỗ ngồi để đi vệ sinh trong kỳ thi. Thầy giáo, đừng căng thẳng, em không muốn đi toilet. Em đã làm xong và em sẽ đọc bài kiểm tra trước. Ứng cử viên này, tôi hy vọng bạn có thể thực hiện kỳ thi một cách nghiêm túc, chịu trách nhiệm về điểm số của mình, ngay cả khi các câu hỏi quá khó. Bạn không nên bỏ cuộc trong kỳ thi. Phải viết ít nhất một số câu, không được để bị không điểm. Hả? Bài thi này không thể đơn giản hơn. Xong trong ngày mắt, mặc dù không được điểm tuyệt đối, nhưng cũng không thể bị không điểm. Có thể được 87 hoặc 88 điểm. Bạn thật không biết xấu hổ. Vẫn muốn đạt 87 hoặc 88 điểm trong kỳ thi. Tuy mới chỉ vòng đầu, nhưng độ khó không hề thấp. Vị trí đầu tiên trong những năm trước chỉ là 87 hoặc 88 điểm. Điểm cao nhất trong những năm trước chỉ là 87-88 điểm. Vậy chẳng phải kỳ thi Olympic này quá nhạt nhẽo sao? Em thực sự không muốn là người số 1. Ồ, bạn thật sự không muốn. Tôi nghĩ nó vô dụng ngay cả khi bạn nghĩ về nó. Đọc bài trong vòng chưa đầy 3 phút. Nếu không phải không điểm, tên của tôi sẽ viết ngược. Bạn đến từ trường nào? Trường số 3. Hóa ra là trường trung học số 3. Chả trách được. Đưa cho tôi tờ giấy kiểm tra và bạn có thể đi. Giám thị thu bài thi. Ánh mắt tỏ ra khinh khỉnh. Sau đó... tốc độ trả lời gì đây? Ngay cả một chiếc máy trả lời tự động thông minh cũng không thể nhanh như vậy. Ngay cả câu hỏi đêm chung kết cuối cùng đã được làm xong. Cùng lúc đó, Tân Phong, người đang ở vị trí số 1 đã đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu ta mắc kẹt ở câu hỏi điên vào chỗ trống đầu tiên. Cuối cùng, cậu ta đã mất hơn 10 phút để viết nó một cách khó khăn. Không được, tôi nhất định phải kiên trì. Tôi muốn đạt điểm tối đa trong kỳ thi và đánh bại Giang Nam, chứng minh rằng tôi là học sinh giỏi nhất trường trung học số 3. Nói về các bài kiểm tra hàng tháng được phát hành trong thành phố vào tuần trước, tổng điểm cao nhất của trường trung học cơ sở số 1 của chúng tôi chỉ là 678 điểm, chỉ có 17-18 người đạt điểm số 600, điểm thi toán học chỉ là 142. Thật xấu hổ khi chúng ta thậm chí không có điểm tối đa. Trường trung học cơ sở số 2 của chúng tôi cũng tương tự, điểm cao nhất chỉ 672, điểm toán cao nhất chỉ là 141. Thực sự là không tốt như lần trước. Nói như vậy, thực lực của các trường năm nay chỉ ở mức trung bình. Tôi không biết bao nhiêu người có thể vượt qua kỳ thi. Lưu Phàm của trường cấp 3 số 1 của chúng tôi chắc chắn sẽ ở trong top 3. Lưu Giang của trường trung học số 2 của chúng tôi chắc chắn là ổn. Trường cấp 3 số 4 của chúng tôi năm nay cũng đào tạo ra một học sinh siêu đẳng. Tuy không bằng các bạn, nhưng tháng trước cũng thi được 638 điểm. Cao cường trường cấp 3 số 4 của chúng tôi cũng chắc chắn ổn. Lúc này, thầy trường cấp 3 số 1 với tư cách là trường trung học mạnh nhất hiện tại ở Giang Thành, chiếm quyền nói tuyệt đối. Thôi ngay đi, điểm cao nhất môn toán của các bạn chỉ có 142 điểm, mà cũng lấy ra múa dịu trước mặt tôi. Trong cuộc thi Olympic này, mặc dù các bài thi rất khó, nhưng chỉ cần Giang Nam không cố ý khống chế điểm số, đạt điểm tối đa là quá dễ. Đến lúc đó, tự nhiên các bạn sẽ biết ai mới là trường cấp 3 cao thủ. Tôi cũng là một trong 10 học sinh giỏi nhất ở trường của tôi. Kiểm tra toán thường đạt điểm tối đa, nhưng hôm nay, điểm số có thể ở mức một chữ số. Không còn mặt mũi để quay lại gặp gỡ mọi người. Kỳ thi vừa kết thúc, đã có người kêu gào khóc dưới gốc cây, tiếng kêu kinh thiên động địa, trực tiếp đánh thức Giang Nam đang trốn ngủ say ở một bên. Cái quái gì thế? Sao các người lại đứng đây khóc? Sao tận thế hay gì? Nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc này, Giang Nam không khỏi có chút bối rối, đặc biệt là khi cậu ấy biết một trong số họ. Còn đáng tiếc hơn, Tần Phong, sao cậu lại khóc? À đu, Giang Nam, sao cậu lại ở đây? Nếu tên Giang Nam này mà nhìn thấy sự xấu hổ này, thì còn mặt mũi nào mà nhìn cậu ta? Cứ ngủ ở chỗ này đã lâu, khi xong chờ cậu về chung. Hả? Cậu ở đây đã lâu? Cậu không tham gia sao? Tôi đã tham gia. Tôi đã nộp bài trước nên có thể lần này không được điểm tối đa. Ước chừng cũng được 87-88 điểm. Lần này cậu thắng, đừng khóc nữa. Tại sao cậu vẫn khóc? Cậu nghĩ khóc sao? Có lẽ nào khóc vì sung sướng, hay là vẫn chưa đủ? Tân Phong đã thống trị trường học trong 3 năm qua, là một kẻ kiêu ngạo. Cho tới khi Lạc Mẫn, Dạ Hàn, Thẩm Lão, Tần Vũ và 3 trường cấp 3 khác đều tập trung, cậu thậm chí vẫn còn khóc. Có chuyện gì thế? Lớp trưởng, tôi chỉ nộp bài kiểm tra trước, còn ngủ ở đây. Sao các người kéo hết đến vậy? Chuyện đó thì không sao, chúng tôi ở đây là vì cậu. Ngay cả khi kiên trì đến cùng, tôi chỉ làm được 4 câu hỏi điên vào chỗ trống. Không còn gì sau đó. Cậu chỉ làm 4 câu hỏi điên vào chỗ trống. Tất cả đều là học sinh ưu tú, sao bây giờ lại như vậy? Còn Tần Phong, cậu không phải vẫn luôn đứng thứ nhất toàn trường sao? Tại sao một cuộc thi Olympic toán học lại thất bại? Sau kỳ thi, vì sự công bằng, tất cả các giáo viên hàng đầu đang cạnh tranh với trường trung học cơ sở số 1 đều tham gia cùng nhau kiểm tra hàng loạt bài thi. Học sinh năm nay không đủ tốt, tôi đã kiểm tra rất nhiều bài thi và không có bài thi nào là tốt, thậm chí không đạt điểm. Sau tất cả, điều này là bình thường, như một chiếc gương thần. Đây là bài kiểm tra để phân biệt giữa thiên tài thực sự và người bình thường. Có gì đó không đúng với bài thi tôi kiểm tra? Có gì mà không đúng? Có thể nào cậu ấy làm bài tốt và được điểm tối đa không? Tối đa thì không có, nhưng nó đã đạt 88 điểm. 88, cũng khá đấy. Điểm cao nhất của tôi ở đây chỉ có 84 thôi. Cũng là người duy nhất đạt điểm trên 80. Kiểm tra nhanh xem, học sinh đạt điểm cao nhất tên là gì? Đến từ trường nào? Không cần phải nói, chắc chắn là Lưu Phàm từ trường trung học số 1, không là Đỗ Giang và Chu Yến ở trường số 2. Lan Phố Mộng Xuyên, ngoại trừ 4 người này, không ai có thể. Ứng cử viên của tôi kiểm tra là Giang Nam ở trường trung học số 3. Giang Nam này 3 năm trung học đều trung bình, lại có thể giành vị trí đầu tiên trong năm nay. Sao? Chỉ có học
sinh của trường cấp 3 số 1 và trường cấp 3 số 2 có thể đạt vị trí đầu trong cuộc thi. Trường cấp 3 số 3 của tôi không thể sao? Lão Cao, chúng tôi không có ý đó. Giang Nam này đạt 88 điểm trong bài kiểm tra. Cô ấy đã giành vị trí đầu tiên. Rõ ràng thực lực của nó rất tuyệt vời. Cô ấy là một thiên tài được trường số 3 các bạn đặc biệt đào tạo phải không? Cậu ta không phải do chúng tôi đào tạo đặc biệt, chỉ là tuần trước khi kiểm tra biểu hiện cũng không tồi. Nó được 600 điểm, đứng thứ 2 trong trường, nó là tất cả. Ông có gọi là con người không? Nghệ thuật giả vờ của ông thật đáng sợ. Trường số 3 Giang Thành Lão Cao à? Cuộc thi vật lý tiếp theo, tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi trong 10 phút. Đã đến lúc cho cuộc thi hóa học. Bài kiểm tra bắt đầu chưa đầy 5 phút trước, tôi bước ra khỏi lớp một cách nhàn nhã. Giang Nam, sao em vừa vào liền đi ra luôn? Em sẽ không cho tôi một bài kiểm tra diễn xuất phải không? Tôi xin em, tôi vẫn đợi em giành ngôi nhất và mang vinh dự về cho trường. Hãy để tôi tự hào. Ai nói em bỏ thi? Em làm xong bài và nộp sớm rồi. Cái gì? Mới có 2 phút thôi mà. Ngày hôm sau, kết quả được công bố, tất cả các trường học bùng nổ. Trong vòng chưa đầy nửa ngày, cái tên Giang Nam đã vang khắp hàng cùng ngõ hẻm. Năm nay, một siêu thiên tài bước ra từ trường cấp 3, trường cấp 3 số 1, trường cấp 3 số 2, loại hai trường trung học tư thục hàng đầu ở Giang Thành này ra. Ý của anh là Giang Nam? Đúng vậy, chính là Giang Nam. Anh có biết không? Đương nhiên là biết. Tổ chức giải toán lý trong mấy ngày qua, trước cuộc thi hóa học và sinh học, cậu ấy đã giành vị trí thứ nhất với số điểm 88, 3 lần giành giải nhất, được gọi là chiếc bồ cờ dao. Theo thống kê, có tới 628 thí sinh tham gia cuộc thi này, và chỉ có 30 trên 20 suất có thể cạnh tranh. Có thể thấy sự cạnh tranh rất khốc liệt. Đương nhiên, thứ bắt mắt nhất hôm nay là Giang Nam ở trường số 3, tôi đoán nhiều người muốn biết. 10 năm làm việc chăm chỉ không ai hỏi, trở nên nổi tiếng trong một cú trượt ngã. Đã có rất đông người bên ngoài phòng thi của cuộc thi sinh học ngày hôm nay. Giang Nam vừa ra đã bị vây lấy. Xin chào bạn học Giang Nam, bạn đã ra ngay sau khi kỳ thi bắt đầu. Có phải vì đề bài quá khó nên bạn bỏ thi? Với một môn học đơn giản như vậy thì làm sao có khó khăn gì được? Đối với bài kiểm tra học kỳ thì càng không thể. Tôi đã nộp bài trước sau khi làm xong. Cái gì? Bạn đã làm xong rồi? Chưa đầy 5 phút mà. 5 phút? Lâu vậy rồi cơ à? Đúng rồi, thật là xin lỗi. Sau khi xong tôi ra ngoài đi vệ sinh, vì thế mới lâu như vậy. Vậy bạn cảm thấy thế nào về bài thi của mình? Trong kỳ thi Olympic, toán, lý, hóa, sinh. Dù sao tôi cũng không biết liệu mình có thể giành được vị trí đầu tiên hay không, với 88 điểm. Bạn được 88 điểm. Ý bạn là, tất cả các môn toán lý hóa sinh đều được 88 điểm. Sao có thể như vậy được? Có quy định nào là điểm số không được giống nhau không? Tôi sẽ đi nếu không còn gì nữa. Tôi đang vội đi ngủ. Muốn một điểm bằng nhau, còn khó hơn trúng số. Ngoại trừ tai nạn thì không thể nào. Vậy thì lời giải thích duy nhất còn lại là Giang Nam đang kiểm soát các điểm. Nếu không có vật chất tích tụ thì không qua một đêm. Ngay trong đêm hôm đó, tất cả các trường khẩn trương mở cuộc họp thảo luận. Toán đạt hạng 1, lý đạt hạng 1, hóa đạt hạng 1. Trong cuộc thi sinh học, cuối cùng vẫn là Giang Nam đứng đầu. Các cuộc thi 4 môn trong những năm trước đều là những môn yêu thích của chúng ta. Bây giờ bị trường trung học số 3 cướp đi thì thật đáng tiếc. Cái trường trung học số 3 đó đã sa sút bao nhiêu năm rồi, làm sao một người có thể cứu vãn được? Tôi đã hỏi về nó trong kỳ thi tháng trước. Đúng là Giang Nam chỉ đạt 600 điểm trong bài kiểm tra, được xếp hạng số 2, không thể bằng hạng 1 của chúng ta được, thậm chí không thể lọt vào top 15. Còn Lưu Phạm, cậu ấy có hơn 70 điểm trong cuộc thi này. Vậy cho nên cậu ta chỉ là may mắn thôi, không có gì phải lo lắng cả. Vậy cho nên cái gì? Đúng là cậu ta chỉ đạt được 600 điểm trong kỳ thi tháng vừa rồi, ít hơn 78 điểm so với Lưu Phạm của chúng ta. Nhưng đây là tiền đề cho việc cậu ta cố tình bị điểm không trong bài kiểm tra ngoại ngữ. Một học sinh có thể đạt điểm tối đa trong 4 ngôn ngữ văn và lý hóa. Một thiên tài đã giành vị trí đầu tiên trong 4 cuộc thi, lại là một thằng ngốc ngoại ngữ. Đừng nói về bất cứ điểm gì khác. Anh đã bao giờ nghe đến điểm tuyệt đối ngôn ngữ văn chưa? Vì vậy, chúng ta phải nghiêm túc với cậu ta. Hiện tại không còn cách nào khác ngoài việc thu phục. Bây giờ bằng mọi giá, chúng ta cũng phải lôi con quái vật thiên tài này từ một trong số chúng ta. Lúc này, toàn thể thầy trò trường trung học cơ sở số 3 vô cùng vui mừng. Các vị giáo viên, các vị có thể dạy những học sinh xuất sắc như Giang Nam để giành vinh quang cho trường. Điều được ghi công. Hiệu trưởng, Giang Nam vừa giành được vị trí đầu tiên trong 4 cuộc thi, đem vinh quang cho môi trường của chúng ta. Nhà trường nên tôn vinh em ấy. Được, Giang Nam rốt cuộc thích cái gì? Ngoài việc ngủ còn thích chơi game, học tiểu thuyết. Trong trường hợp đó, hãy tặng em ấy một chiếc điện thoại di động. Cô giáo Hồ, nhiệm vụ này giao cho cô. Tại sao cậu ngốc thế? Thậm chí cậu không làm được một câu hỏi đơn giản như vậy. Bài thơ cổ này là tác giả bày tỏ khát vọng nội tâm của mình. Thay vì mơ mộng, hãy nhớ rằng đó là chơi với những giấc mơ. Thích điên cùng uống rượu, nhưng không phải là điên. Chỉ là lòng anh quá buồn, hiểu không? Hiểu chút. Sau kỳ thi, tôi phải dạy kèm bạch anh. Không qua khỏi ngày này rồi. Giang Nam, xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Trước kia chúng tôi không hài lòng với cậu, thậm chí gây khó khăn cho cậu, là vì sự ghen tị của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi ở đây là để xin lỗi cậu. Mong cậu lượng thứ, bỏ qua mọi hận thù. Từ hôm nay, cậu là thần tượng duy nhất trong lòng chúng tôi. Nam thần, chúng tôi muốn học hỏi từ cậu. Sức mạnh hạng 1 trong 4 kỳ thi của Giang Nam đã lấn áp toàn bộ trường số 3, trở thành thần tượng quốc dân. Cơ Vũ Trương Hạo, Tần Vũ Mặc, Đinh Yên, Từ Hồ Đại Quân và những người khác, lần này hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hiệu trưởng không ổn rồi, có thông tin từ phòng bảo vệ.
Trường số 1, trường số 2, giám đốc và giáo viên của một số trường học đó đều đến tỉnh Giang Nam. Những trường đó thật không biết xấu hổ. Lại đến sang người xấu như vậy, nói với bảo vệ đuổi họ đi. Dù thế nào đi chăng nữa, những người đó không thể được phép vào trường. Bảo vệ nói là không thể ngăn cản, họ xông vào rồi. Ngăn không được thì đừng ngăn. Bảo tất cả vào phòng họp. Cô Hồ, cô đi gọi Giang Nam qua đây. Học sinh Giang Nam, em cuối cùng cũng tới rồi. Sống gần hết cuộc đời, đến hôm nay mới gặp được em. Nói thanh nghe, trường thưởng cho em cái điện thoại, em có thích không? Hiệu trưởng, em thích lắm. Tốt tốt tốt, Giang Nam. Đây là điều mà tôi đã ấp ủ trong nhiều năm. Em không muốn bị làm phiền vào những ngày trong tuần, vì vậy, hãy nhanh gọi cảnh sát. Hiệu trưởng, thầy lịch sự quá rồi, có điều gì sai sao? Học sinh Giang Nam, thầy cũng không giấu giếm. Em đã giành được vị trí đầu tiên trong 4 cuộc thi, và em có đủ tư cách hơn để trở thành số 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng bây giờ trường số 1 và trường số 2, Chu Sở Anh và Lan Di đang ở phòng họp bên cạnh. Đến để chào em. Là người liên quan, Giang Nam không thể phớt lờ. Không ngờ em lại nổi tiếng như vậy. Trường số 1, trường số 2, Lan Di và Chu Sở Anh đều đến đây rồi. Học sinh Giang Nam, tôi cầm cái mặt già của mình vào đây van xin em ở lại trường cấp 3 số 3 được không? Đừng chuyển trường. Hiệu trưởng, trường cấp 3 số 3 là nhà của em sẽ không chuyển đâu. Thầy cứ yên tâm đi. Học sinh Giang Nam, cảm ơn em rất nhiều. Đại ân đại đức của em, trường số 3 sẽ nhớ mãi. Tất nhiên nhà trường cũng sẽ không đối xử tệ với em. Chờ em vào đại học, nhà trường sẽ thưởng cho em một phần thưởng là 100 triệu. Sau đó Giang Nam và hiệu trưởng đến phòng họp. Giáo viên từ một số trường đã nhìn thấy điều này, vừa đến đã liền Giang Nam cùng nhiệt. Hàng loạt điều kiện hậu hĩnh cũng được đưa ra, tất cả đều bị Giang Nam từ chối. Tuy nhiên, những giáo viên sang người này không nản, trước mắt đã tới nhà Giang Nam. Tôi là Sở Anh, thuộc một trường quý tộc, cũng là trường tư thục tốt nhất. Chỉ cần Giang Nam đến trường tôi, học bổng là 10 triệu một năm, tôi trả 15 triệu. Chỉ cần để Giang Nam đến học ở trường tôi thuộc trường số 2, trả 20 triệu, tôi trả 30 triệu, tôi trả 35 triệu. Trong lúc nhất thời, tất cả các giáo viên đều tranh giành Giang Nam. Chu anh tôi cũng không phải là người ăn chay, bố mẹ Giang Nam, chỉ cần để Giang Nam đến với chu anh tôi, chúng tôi trả 50 triệu học bổng một năm. 100 triệu, tôi sẽ trả 100 triệu. Anh Giang, cô Châu, các điều kiện được cung cấp bởi trường của chúng tôi chắc chắn là tốt nhất ở Giang Thành. Các người chỉ cần đồng ý thôi. Ngay lúc này, Giang Nam người đã theo dõi ngoài cửa từ lâu và giáo viên chủ nhiệm Hồ Diệp Phi xông vào. Các vị giáo viên, Giang Nam là học sinh của trường số 3. Mời các người rời khỏi trường chúng tôi. Đây là học sinh của tôi. Như vậy là săn trộm người trắng trợn. Thật sự là vô đạo đức. Tôi không thích nghe điều đó từ cô. Mặc dù Giang Nam là học sinh của trường số 3 của cô, nhưng cậu ấy không có quyền chọn trường khác. Chúng tôi chỉ ở đây để chiến đấu vì nó. Cô không nên quá ích kỷ. Ích kỷ thì sao? Trường của chúng tôi cũng có điểm tốt, có hy vọng được nhận vào Thành Bắc. Tôi có thể để nó ở lại trường trung học số 3 được không? Miễn là cô để nó vào được đó, chúng tôi tự nhiên sẽ không phản đối. Nhưng tôi sợ trường số 3 không đủ khả năng trả giá. Tôi không có vợ chắc chắn sẽ chết. Nhưng những người không biết xấu hổ là bất khả chiến bại. Các giáo viên khác xấu hổ, có thể thấy đại dũng vẫn rất tích cực. Được rồi, các vị giáo viên đừng tranh cãi nữa. Em đã nói ở trường rồi, em sẽ không rời bỏ trường số 3. Mọi người về đi. Lần này chúng ta không thể chiến thắng, phải tấn công Giang Nam bằng mọi giá, phấn đấu đạt giải nhất trong cuộc thi cấp tỉnh. Tại thời điểm này, trường cấp 3 số 1, 2, 4 đang âm thầm bàn kế, nhất định sẽ chiến đấu đến chết với trường trung học số 3 trong cuộc thi cấp tỉnh nửa tháng sau. Hiệu trưởng, thầy đoán đúng, họ thực sự đang săn trộm người một cách trắng trợn. La Lan Vu còn vô liêm sỉ hơn, đưa ra học bổng một năm là 100 triệu. Mặc dù tôi chỉ có một mình, nhưng tôi đã tự ý nâng học bổng từ 30 triệu lên 50 triệu. Đó là một gánh nặng không hề nhỏ đối với nhà trường. Không phải là thêm 20 triệu sao? Chỉ cần Giang Nam không chuyển trường, tất cả đều đáng giá. Hôm nay là cuối tuần, hãy đến nhà Giang Nam dạo một vòng. Chúng ta phải duy trì mối quan hệ của chúng ta. Hiệu trưởng, tôi hiểu rồi. Giang Nam thối, mau dậy đi. Hôm qua cô Hồ mới tới đây, hôm nay làm sao lại tới nữa? Và sớm như vậy, lẽ nào cô qua đêm ở đây? Lúc này, trong đầu Bạch Anh tràn ngập những liên tưởng, ba chữ tình cô trò đã xuất hiện. Sao có thể thế được? Phòng cháy phòng trộm phòng bạn gái, phòng rất nhiều người trong lớp, lại không phòng giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo, đêm qua cô không về sao? Cô đã qua đêm ở nhà Giang Nam sao? Qua đêm, sao có thể vậy được? Tôi chỉ đến để đưa một số thứ cho cha mẹ của Giang Nam, nhân tiện nói chuyện với Giang Nam về chuyện học tập. Tôi không ngờ em ấy lại chưa dậy. Đầu óc tôi bị sao thế nhỉ? Lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Anh, sao em đến nhà Giang Nam sớm thế? Là vì, cô giáo, em với Giang Nam không có chuyện gì cả. Em đến đây để nhờ Giang Nam dạy kèm. Chuyện này cô chủ có thể làm chứng, tuần nào em cũng đến đây. Thời gian này mỗi tuần, hai người nói chuyện tiếp đi, em chờ Giang Nam bên ngoài. Nhà đầu này bị làm sao vậy? Sao nó nói chuyện lạ thế? Giang Nam, tôi đã nói với bố mẹ em rồi. Vào kỳ nghỉ lễ, tôi sẽ lái xe đến đón em đi học. Cô giáo, như vậy không hay. Có gì mà không hay, đó cũng giống như mẹ đưa con đến trường vậy. Em không cần cảm thấy xấu hổ. Nửa tháng nữa sẽ có một trận tài đấu nữa. Chưa đầy 3 tháng nữa, cuộc kỳ thi lớn sẽ đến. Nếu em thực sự nghĩ tới tôi,
chỉ cần cố gắng hết sức để có được số điểm thực sự của em. Vâng thưa cô. Giang Nam, dậy đi. Rất nhiều người đang ở văn phòng hiệu trưởng, đến để tìm em tới gặp họ đi. Lại tìm Giang Nam nữa sao? Lại còn ở văn phòng hiệu trưởng, có vẻ như Giang Nam không cần đến lớp nữa. Bạn học này, bạn là Giang Nam. Cuối cùng tôi cũng gặp được bạn. Tôi là Hoàng Minh, tôi là người phụ trách hiệp hội bóng rổ. Tôi muốn mời bạn tham gia đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ bóng rổ của tôi. Ý bạn thế nào? À, bạn học Giang Nam, tôi là Vương Đại Chí. Anh ấy là huấn luyện viên của đội bóng rổ tỉnh ven biển của chúng tôi. Cũng muốn mời bạn tham gia đội bóng rổ tỉnh ven biển của chúng tôi. Về thù lao, những gì tôi trả cho bạn chắc chắn là hàng đầu trong nước. Lương hàng năm bắt đầu từ 100 triệu, bạn nghĩ sao? Vương Đại Chí nói lương 100 triệu, khiến hiệu trưởng và giáo viên trường trung học số 3 có mặt tại đó choáng váng. 100 triệu, trong cả đời mình hoặc trong nhiều kiếp tôi cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Bạn học Giang Nam, tôi là Mã Tiểu Hổ. Lão Vương chỉ cho bạn mức lương 100 triệu một năm. Tôi sẽ trả bạn 150 triệu một năm. Và miễn là bạn đạt được một số điểm nhất định trong giải đấu ABC Language, bạn sẽ có thêm 50 triệu nữa. Thế sao? Thôi xong rồi, xong thật rồi. Hạng nhất 4 kỳ thi, cô phá lưới kỳ thi tuyển sinh đại học sắp mất rồi. Hy vọng về sự trỗi dậy của trường trung học cơ sở số 3 của chúng ta sẽ bị cướp đi. Tham gia đội tuyển quốc gia và chơi cho đất nước là nghĩa vụ. Có thể không có nhiều tiền, nhưng nếu bạn tham gia câu lạc bộ của tôi cùng một lúc, tôi sẽ cung cấp cho bạn mức lương đảm bảo hàng năm là 300 triệu. Và tôi có thể nói rõ ràng cho bạn biết, 300 triệu chỉ là khởi đầu. Trừ số tiền đó ra, tôi sẽ giúp bạn ra nước ngoài để thi đấu trong giải ABN, trở thành số một thế giới, hoàn thành những giấc mơ chưa được thực hiện của tôi. Hoàng Minh này thực sự đề nghị 300 triệu. Điều này đã phá vỡ tiêu chuẩn cao nhất của các cầu thủ hàng đầu trong nước rồi. Kết thúc rồi, lần này thực sự kết thúc rồi. Thắng được trường trung học số 1 và trường trung học số 2. Kết quả thua một vận động viên bóng rổ. Tôi phải nói là, mức lương 300 triệu hàng năm rất hấp dẫn. Nhưng thật sự xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Chơi bóng rổ chỉ là sở thích của tôi. Thỉnh thoảng chơi bóng còn không sao, nhưng bắt tôi chơi cả đời, tôi chịu không nổi. Lời này vừa ra, mọi người chấn động. Từ chối sao? Giang Nam bất ngờ từ chối lời gả gẫm số tiền khổng lồ với mức lương 300 triệu một năm. Bạn học Giang Nam, tôi hy vọng bạn không nói đùa. Tôi đã xem video bạn chơi bóng rổ trước đây. Bạn rất tài năng. Tham gia với chúng tôi và bạn sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trong thế giới bóng rổ của đất nước chúng ta. Danh dự, tiền bạc, nổi tiếng và tất cả những điều này sẽ nằm trong tầm tay bạn. Chẳng lẽ bạn lại không muốn sao? Thành thật mà nói, ngoài niềm tự hào của người dân Trung Quốc, mọi thứ khác với tôi bây giờ, tôi thực sự không quan tâm nhiều. Vì vậy, tôi xin lỗi vì đề nghị của bạn. Tôi còn phải đến lớp, còn có bao nhiêu thầy cô. Giang Nam nói xong liền rời đi, chỉ còn lại vài người tung tăng trong gió. Thật đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Sau khi Hoàng Minh và những người khác rời đi, tất cả học sinh trường trung học số 3 điên cuồng tìm thần tượng Giang Nam, phấn khích không chịu được. Sắp đến giờ tài đấu của Thế vận hội Olympic. Giang Nam, đừng tưởng trước đây cậu đoạt tứ tranh là hay. Chỉ là vòng sơ loại thôi. Tại trận tài đấu hôm nay cậu sẽ là một con gà. Đúng, làm sao những học sinh được dạy bởi trường trung học số 3 cường thế đó có thể so sánh với chúng ta? Cậu cứ đợi đi, làm sao? Tôi đã làm cái quái gì các người? Tôi đã đánh cả nhà các người hay đào mộ tổ tiên của các người? Có cần phải tức giận với tôi như vậy không? Cậu quá, các người đúng là một lũ chó điên. Mở miệng ra là cắn người. Tin hay không tôi sẽ rách miệng các người giờ. Béo, tôi sẽ tự lo việc của mình. Cậu cứ làm bài kiểm tra thật tốt đi. Mặc dù Vương Béo không can tâm, nhưng cuộc kiểm tra thể chất của tính rất quan trọng với cậu ấy. Chỉ có thể kìm nén sự tức giận của mình và chọn rời đi. Giang Nam, kỳ thi sắp bắt đầu rồi. Trận tài đấu khác với vòng sơ loại. Ba trận tài đấu, cả ba vòng tính bằng phần trăm, nhưng độ khó tăng lên rất nhiều. Nó khó hơn vòng sơ tuyển. Bị loại ngay lập tức nếu thất bại ở vòng đầu tiên. Vòng thứ hai được xếp hạng theo điểm số. Vòng ba là để loại các thí sinh và đạt giải cấp tỉnh. Đưa 30 người đứng đầu vào đội tuyển tỉnh. Sau đó, em có thể tham gia vòng chung kết Olympic toán học toàn quốc. Giang Nam gật đầu và đến phòng kiểm tra. Hệ thống phát hành nhiệm vụ 1, trận tài đấu Olympic này. Trong vòng đầu tiên, xin ký chủ vui lòng đạt 60 điểm. Con mẹ hệ thống chó chết, nếu đạt điểm tối đa trong vòng thi đầu tiên, có thể sẽ giết được ý chí của Lưu Phạm và những người khác. Mày lại bảo tao lấy 60 điểm, đó là một số điểm quá thấp. Nếu như vậy, Lưu Phạm và nhóm của cậu ta sẽ cười chết. Giang Nam thật sự cạn lời với hệ thống. Nhưng giây tiếp theo, hệ thống ra nhiệm vụ 2, cuộc tài đấu của Olympic toán học. Ở vòng thứ 2, yêu cầu ký chủ ghi được 88 điểm. Ở vòng thứ 3, yêu cầu ký chủ ghi được 99 điểm. Hệ thống à, mày thật nghịch ngợm. Ở vòng đầu tiên, để Lưu Phạm và những người khác cười. Sau đó đến lượt thứ 2 và lượt thứ 3 thì bị tát điên cuồng vào mặt. 8 câu hỏi điên vào chỗ trống. Mỗi câu 8 điểm, tổng cộng 64 điểm. 2 câu trả lời, 9 câu 16 điểm. 10 câu 20 điểm. Cách dễ nhất để đạt 60 điểm, chỉ cần làm đúng 5 câu hỏi điền vào chỗ trống, cộng với câu trả lời câu hỏi cuối cùng. Ok, làm thôi. Đối với Giang Nam mà nói, những câu hỏi này không thể đơn giản hơn. Cậu nhanh chóng trả lời tất cả và kiểm soát số điểm để hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn đang xem ơi, GZ sắp sẽ luôn cập nhật các tập tiếp theo. Còn về phim đường hồi tiếp, hiện bên họ cũng mới chỉ ra 2 tập. Các bạn cứ theo dõi mình là chắc chắn sẽ có tập tiếp theo à. Giang Nam, hóa ra em ngủ ở đây. Tôi đã tìm em suốt. Tôi nghe nói rằng em đã làm xong bài trong vòng 10 phút và nộp bài trước. Sao? Em có chắc mình được điểm tuyệt đối không? Thưa thầy, nếu em nói em không được điểm tuyệt đối, thầy có giận em không? Giang Nam, em nói thật cho tôi, em có kiểm soát điểm số của kỳ thi này không? Thầy yên tâm đi, em hứa sẽ lọt vào vòng 2. Tới giờ ăn rồi.
Khoảnh khắc điểm số được công bố, có người mừng, có người lo. Sao lại thế được? Tôi cùng phòng thi với cậu. Tôi đã tận mắt chứng kiến cậu bỏ cuộc và nộp bài sau khi làm bài thi được vài phút. Cậu thực sự ghi được 60 điểm. Không phải chỉ có 60 điểm sao? Đừng quá ngạc nhiên. Không phải cậu đã bỏ thi và nộp bài sớm sao? Đúng là tôi đã nộp bài trước. Nhưng ai nói với cậu rằng tôi đã bỏ thi? Còn nữa, một bài thi đơn giản như vậy, tôi nghĩ cậu có thể được 100 điểm. Tôi được 8 điểm trong câu cuối cùng. Điều đó thực sự tồi tệ. Tôi thực sự không mong đợi cậu đạt được 60 điểm trong bài kiểm tra. Ban đầu, tôi nghĩ cậu có thể được 0 điểm. 60 điểm cũng chẳng khác là bao. Dù sao thì cậu cũng đã thua. Nếu phản đúng không? Một bài thi đơn giản như vậy, cậu chỉ ghi được 64 điểm. Tại sao lại thấp như vậy? Tôi thấy một phần lớn của bài kiểm tra là trên 80 hoặc 90 điểm. Có mấy chục người đã ghi được 100 điểm. Cậu có thể vượt qua họ không? Không cần thiết phải vậy. Chỉ cần cậu vượt qua bài kiểm tra của những người 90 điểm, tôi sẽ ngưỡng mộ cậu. Làm được như họ thì hãy lên mặt. Nhóc con, hiệp thứ 2, hiệp thứ 3 xem ta thắng người như thế nào. Cứ đợi đấy. Không ngạc nhiên với vòng thi thứ 2 và thứ 3, Giang Nam đã trả lời xong, nộp bài cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, khi công bố kết quả, Giang Nam trực tiếp phát hoảng. Mình đã tính toán rất tốt, 100% là 99 điểm, làm sao có thể là 100 điểm? Ngay lúc này, đầu óc Giang Nam choáng váng. Nhiệm vụ khống chế điểm của hệ thống là 99 điểm ở vòng thứ 3, cho cậu ấy điểm tối đa ngay lúc này, ngay cả khi đó chỉ là 1 điểm. Điều đó cũng có nghĩa là cậu đã kiểm soát điểm thất bại. Nếu đã thất bại, vậy thì phần thưởng nhiệm vụ và điểm sẽ bị giảm rất nhiều. Giang Nam trường trung học số 3, đạt điểm đầy đủ. Thật đáng kinh ngạc, vòng đầu được 60 điểm, vòng 2 được 88 điểm, và ghi được 100 điểm ở vòng thứ 3. Cậu ta là quái vật à? Vòng thi thứ 3 này khó hơn bao giờ hết. Đặc biệt là câu hỏi cuối cùng, căn bản không có lời giải. Không hiểu sao cậu ta lại làm được. Trường trung học số 3 đã đào tạo ra một vị thần như vậy khi nào? Giang Nam, tôi nghĩ em sẽ kiểm soát điểm trong vòng thứ 3. Nhưng kết quả là điểm tối đa, còn là điểm tối đa duy nhất. Thằng nhóc này được lắm. Thầy Châu, em không muốn vậy. Đánh chết em đi, em muốn làm lại, em muốn ghi lại điểm. Em bị điên à? Giang Nam, em điên rồi sao? Tự tố cáo bản thân gian lận điểm số. Em muốn gì? Thưa cô, là như này, ngày hôm qua. Ý em là, em đã gian lận. Không thể nào, giám thị quá chặt chẽ. Mà không phải chỉ một người. Còn có nhiều giáo viên giám thị cùng một lúc. Thậm chí còn có một camera theo dõi mọi hướng. Sao em có thể gian lận được? Em không gian lận. Chỉ là câu hỏi đầu tiên. Có một đơn vị em đã không biết. Vì vậy, em nên bị trừ 1 điểm, đổi thành 99 điểm. Thằng nhóc này bị khủng rồi. Không thêm 100 điểm, lại thêm 99 điểm. Em đang định làm gì? Thầy Phan, xin vui lòng chấm lại điểm. Không cần chấm lại, dù là 99 hay là 100. Em là người đứng đầu trong kỳ thi này. Không thể được, mình phải bắt ông ta đổi lại. Mình sẽ mất rất nhiều điểm nếu không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Thưa thầy, đứng đầu hay không phải vấn đề. Nó liên quan đến tính chặt chẽ của toán học. Đừng nói một điểm, nửa điểm cũng không được sai. Điều đó em không thể chịu được. Vì vậy, em hy vọng thầy có thể chấm điểm lại. Chỉ bằng cách này, sự nghiêm ngặt của toán học mới có thể khắc sâu vào xương tủy em. Để em không bao giờ quên, nếu không thì đó là sự nung chiều của thầy với em. Rất có thể sau này em sẽ hình thành thói quen cầu thả. Giang Nam, em nói như vậy là do lỗi của tôi. Thầy ơi, em không có ý đó. Được rồi, em đúng. Toán học là một môn học rất nghiêm ngặt. Đó là sai lầm của tôi, và tôi hứa sẽ sửa chữa nó cho em. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau thầy giáo Phan sửa lại điểm. Hệ thống lại đến rồi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành 3 vòng thi Olympic toán học. Phần thưởng thể lực cộng 3, nền tảng Olympic toán học cộng 3, tiềm năng Olympic cộng 3, điểm cộng 300. Số lượng giúp thưởng hiện tại là 12. Các học sinh, bắt đầu từ hôm nay, các bạn sẽ chính thức trở thành thành viên của đội tuyển Olympic toán tỉnh Bình Hải của chúng tôi. Sẽ thi đấu trong vòng chung kết quốc gia vào tháng tới. Trận giải đấu Olympic kết thúc tại đây. Mọi người có thể rời đi. Còn Giang Nam, em ở lại một lát. Cái đó, thưa thầy Phan, em có thể ở lại không? Em muốn hỏi thầy về lời giải cho câu hỏi cuối cùng của vòng thứ 3. Thầy Phan, chúng em cũng muốn ở lại. Câu hỏi cuối cùng này bị trừ 20 điểm. Nhớ gặp lại trong trận chung kết, 9 phần 10 phần em sẽ ngồi trở lại. Vì vậy, cho nên em muốn hỏi thầy. Nếu vậy thì được như ý muốn rồi. Nhưng tôi sẽ không nói chuyện. Hãy để Giang Nam của trường trung học cơ sở số 3 giải thích câu hỏi này. Thầy ơi, sao thầy đổ lên đầu em vậy? Giang Nam, không cần che giấu nữa. Giải pháp của em cho câu hỏi cuối cùng rất là mới lạ, thậm chí còn chuẩn hơn câu trả lời tham khảo của tôi. Em chỉ cần nói với mọi người để phát triển một suy nghĩ tốt hơn. Xem ra không có lối thoát. Để không lãng phí thời gian, dưới sự cổ vũ của đám đông, Giang Nam đành phải hợp tác. Câu cuối cùng của trận chung kết này, suy nghĩ thông thường. Với sự hiểu biết nhất định về tư duy tương đương và tư duy cực đoan, bạn dễ dàng có được. 1. Cho phép con thỏ vô hình này bàn phép thuật để điều khiển máy dò. 2. Bị ảnh hưởng bởi một thợ săn có thể có phán đoán vị trí trong một số tình huống nhất định. Giang Nam giải thích một lượt, nhưng các học sinh bên dưới liền chết lặng. Tôi nói các bạn không hiểu sao? Các bạn quá ngu ngốc cho một câu hỏi đơn giản như vậy. Các bạn thậm chí không thể hiểu điều này mà các bạn có thể đi đến trận chung kết. Cái này, bạn học Giang Nam, bạn có thể nói thêm không? Nói chậm thôi, tôi không hiểu gì cả.
Bạn học sinh này, vòng thứ 3 không phải đạt 90 điểm sao? Điều đó có nghĩa là bạn đã có một nửa số điểm cho câu hỏi này. Tôi đã nói tất cả một cách chi tiết. Tại sao bạn không hiểu? Tôi dùng phương pháp liệt kê để chứng minh. Nhưng do dữ liệu quá lớn, nên tôi chỉ liệt kê một phần. Tôi không thể liệt kê thêm nữa. Chỉ có thể nói rằng đó là một mẹo. Nhưng biểu thức tương đương của bạn hoàn toàn khác. Bạn đang thực sự chứng minh nó. Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết một lần nữa. Phải nói rằng, Lâm Tiên Tiên, một trong 8 vị thần học bá của 4 ngôi trường nổi tiếng. Vị thần học thuật hàng đầu này không có một chút đầu óc cao. Nếu đó là Lưu Phàm từ trường trung học số 1, Tử Giang từ trường trung học số 2 và những người khác. Khi phản ứng của họ đối với Giang Nam là không phục, nhưng đối với Lâm Tiên Tiên, cô ấy tràn đầy khao khát kiến thức. Được rồi, để tôi nói lần cuối. Phân tích 1, có thể đạt được sau một vòng nhất định. Con thỏ vô hình ở điểm anh và người thợ săn ở điểm bi. Bây giờ bạn hiểu rồi chứ? Nếu vẫn còn không hiểu, vậy thì không phải là bạn siêu ngốc sao? Có vẻ như câu hỏi tôi đặt ra là khó đối với các học sinh đang có mặt. Khó thật đấy, học sinh Giang Nam. Về chỗ ngồi trước đi. Trên thực tế, có một giải pháp thông thường cho vấn đề này. Đó là phép liệt kê. Để tôi giải thích cho các bạn. Vừa về chỗ ngồi của mình và nhìn vào phương pháp của Phan Quốc Bình. Nhưng Giang Nam không khỏi lắc đầu thở dài. Cái đó, thầy Phan, xin đợi một chút. Thầy không thể liệt kê thêm nữa, và nếu thầy liệt kê nữa, thầy sẽ phạm sai lầm. Bạn học Giang Nam, tôi đã sai lầm chỗ nào? Chắc là không đâu, thầy không thể giải quyết vấn đề như thế này. Nếu thầy không tin em, thầy có thể thay thế 102010000 vào đó. Nếu thầy đẩy nó ngược lại, thầy sẽ tìm thấy mối quan hệ ban đầu giữa người thợ săn và con thỏ vô hình. Quả nhiên, Phan Quốc Bình đã làm theo các bước giải quyết vấn đề của Giang Nam. Các giá trị ban đầu thu được thực sự khá khác nhau. Nửa giờ tới là thời gian biểu diễn cá nhân của Giang Nam. Tuy nhiên, trong quá trình này, Giang Nam đã thực sự tức giận. Đủ rồi, tôi sợ thầy còn không bằng học sinh trung học. Tôi thực sự lo lắng về chỉ số IQ của thầy. Miệng tôi khô, bụng tôi đói rồi. Tạm biệt và không bao giờ gặp lại thầy. Giang Nam, cuối cùng em cũng ra rồi. Tuyến vị thế hết rồi. Em thực sự làm choáng váng những học sinh hàng đầu của 4 ngôi trường nổi tiếng đó. Trường trung học số 3 hôm nay thật đáng tự hào. 4 ngôi trường nổi tiếng từ nay sẽ trở thành những kẻ đê tiện. Thầy ơi, đừng cười nữa, em muốn ăn cơm. Ăn hả? Được ăn thôi, em muốn ăn gì cũng được. Tôi đại em. Trường trung học số 3 có loại may mắn quái quỷ gì vậy? Rõ ràng mọi thứ đều đổ nát đến cùng cực. Xích nữa là trở thành trường giỏi Giang Thành rồi. Nhưng để giết một Giang Nam, chúng ta đã hết cơ hội rồi. Tôi đã dành rất nhiều nhân lực, vật lực và tài chính. Thật khó để lọt vào top 3 của trường trung học Giang Thành. Tôi không ngờ rằng trường trung học số 3 sẽ đột ngột đi lên. Thật đúng là xấu hổ. Khi Chu Anh và Lam Vu có cảm xúc lẫn lộn. Ở bên kia Cố Thiên Huyền, hiệu trưởng trường trung học cơ sở số 3, vô cùng vui mừng. Cô Hồ, cô đã thực sự đào tạo một học sinh giỏi. Không ngờ cậu ấy không chỉ đoạt giải nhất cấp tỉnh, trả vào đội tỉnh, và thậm chí là đạt gương miệng tỉnh ở Tứ Châu. Trời không tuyệt đường của trường trung học thứ 3 của tôi. Với con át chủ bài Giang Nam, trường trung học thứ 3 của tôi sẽ trỗi dậy. Sẽ cực kỳ choáng ngợp. Giang Nam, cuối cùng bạn cũng lộ mặt. Sao, hai ngày nay bạn đã trốn trong phòng không ra rồi? Không phải là sợ đấy chứ? Bạn đã chiếm vị trí đầu trong kỳ thi Olympic trước đây. Cuộc thi sinh học hóa học vật lý này, chúng tôi sẽ không bao giờ để cho bạn thắng một lần nữa. Các bạn đang giả ngu hay là ngu thật thế? Làm thế nào tôi có thể bằng với Tô Vũ, Trương Hạo, Lưu Phàm, Tử Giang và những người khác? Điểm số của tôi tốt hơn của bạn, nó giống như đánh cả nhà bạn. Tất cả chỉ là tự phụ phải không? Bạn muốn chiến tranh với tôi phải không? Giang Nam thẳng thắn không một chút kiềm chế. Và trong giây tiếp theo, mọi người không thể không phản nàn. Hay cho một Giang Nam, chỉ là một con chuột vô danh chui ra từ một xó xỉnh của Giang Thành. Sao lại dám thách thức như vậy? Trong cuộc thi vật lý này, tôi nhất quyết phải giành vị trí đầu tiên. Sau đó vỗ vào mặt Giang Nam. Ban đầu cậu ta giải được câu hỏi cuối cùng của vòng 3 kỳ thi Olympic, cho nên tôi rất ngưỡng mộ cậu ta. Nhưng hiện tại, cứ chờ xem. Hệ thống ban hành nhiệm vụ khống điểm. Trong trận giải đấu này, yêu cầu ký chủ đạt được 60 điểm trong hiệp 1, vòng 2 đạt 88 điểm, vòng 3 đạt 99 điểm. Thực ra, nhiệm vụ kiểm soát điểm lần này giống hệt như Olympic toán học, đều cho giống nhau. May mà kỳ thi lần này hệ thống cũng yêu cầu điểm giống lần trước, nếu không chỉ có thể nói là hệ thống lại điên rồi. Đơn giản, quá đơn giản. Có vẻ như không cần biết đó là Olympic hay gì đi nữa. Trận giải đấu này không còn là thử thách nữa, không biết có vào được chung kết không. Để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, cậu ấy cũng phải ở mức 60 điểm trong 5 phút. Cậu ấy đã hoàn thành toàn bộ bài thi vật lý, đứng dậy và bỏ đi. Giang Nam, em cuối cùng cũng ra rồi. Thế nào, vòng đầu tiên này có dễ dàng với em không? Nói cho tôi biết, lần này em kiểm soát bao nhiêu điểm? Độ khó không cao, nhưng điểm cũng không quá cao. Có phải là cũng như vậy không? Như vậy cũng tốt, nhiều quá cũng vô ích. Miễn là em làm tốt hơn trong vòng thi thứ 3 và giành được vị trí đầu tiên. Đi thôi, vậy thì về nghỉ ngơi trước đi. Tối nay xem kết quả, em sẽ không đến tối nay. Hả, em không đến, em không muốn đến. Dù sao kết quả cũng đã biết rồi. Vậy cũng được, chúc em tối nay ngủ ngon. Mau lại xem, đã có kết quả rồi. Giang Nam xứng đáng là Giang Nam, vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là hương vị quen thuộc. Vẫn y như vậy, đánh giá từ 60 điểm của cậu ấy trong vòng này. Tôi đặt cược 10 gói que cay. Ở vòng 2 chắc chắn cậu ta lại lấy 88 điểm, và vòng 3 lại là 99 điểm. Bằng số điểm Olympic toán học, có đáng để đặt cược không? Chắc chắn 100%, chắc chắn cậu ta là một người theo thói quen kiểm soát điểm. Còn phải nói sao, biểu hiện của Giang Nam quá rõ rồi. Trời không sinh Giang Nam, mỹ nhân sẽ như điên dại. Giang Nam, em thực sự lấy 60 điểm. Tôi thực sự không biết chào hỏi như thế nào. Mặc dù cuối cùng
cùng em chắc chắn sẽ giành được vị trí đầu tiên. Nhưng kiểu coi thường kỳ thi này như vậy sẽ làm mất lòng người. Tất cả là do giáo viên chấm bài. Những học giả hàng đầu nổi tiếng kia có lẽ sẽ rất ghét ông. Trong ngày mắt kỳ thi đã đến vòng thứ 3. Cái này, sao lại như vậy được? Chẳng lẽ là thầy ra đề sai? Đặc biệt là câu hỏi cuối cùng, nó quá khó. Đây là trận chung kết của cuộc thi này. Có khác gì câu 20 điểm của trận chung kết Olympic toán học? Câu cuối cùng của cuộc thi vật lý chiếm 25 điểm. Giáo viên tiểu học chết tiệt, ông cố ý đúng không? Độ khó của các câu hỏi còn khó hơn lên trời. Gần như giết tất cả mọi người trong vài giây. Mặt khác, khi Giang Nam nhận được tờ giấy này, cậu ấy không thể tin được. Mặc dù tôi chưa bao giờ thấy công thức Lamer, nhưng các công thức cụ thể được đưa ra hết rồi. Ngoài ra còn có nhiều dữ liệu khác nhau. Điều này chẳng phải giống như cho điểm sao? Tâm động không bằng hành động. Khi nhận được bài kiểm tra, Giang Nam bắt đầu giải quyết vấn đề và viết như bay. Để có được 99 điểm, Giang Nam đã thực hiện một số tính toán. Cuối cùng, một bước nhỏ trong câu hỏi thứ hai của trận chung kết, bán kính A bằng EGEC bị đổi thành bán kính A bằng EGECD. Chỉ chưa đầy 10 phút, Giang Nam xóa sạch mọi nghi vấn, trực tiếp nộp bài. Sao lại là em? Tôi đã thay thế phép trừ bằng khối lượng. Độ khó tương đương với cả 3 vòng cuối cùng. Kỳ thi mới bắt đầu được có 10 phút. Tốc độ của em quá nhanh rồi. Thầy ơi, trưa nay em ăn xong đau bụng quá. Rất khó chịu, em muốn đi vệ sinh. Vì vậy, xin chào tạm biệt. Ông không đeo kính khi chấm bài à? MCB được biết là MCD, rõ ràng là tôi đã sai. Ông vẫn cho tôi điểm tối đa. À đu, tôi thật là xấu hổ. Mà cậu đang cố ý giả vờ là vị trưởng thật tham sao? Đừng nói nữa, 99 điểm, tôi sẽ đổi lại thành 99 điểm được chưa? Đã xảy ra sự cố, một sự cố khác đã xảy ra trong cuộc thi vật lý. Giang Nam ở trường số 3 đã báo cáo lại. Thật tiếc là tôi không có ở đó. Nếu không, bạn phải quỳ lại trước cậu ta. Và có thể bái cậu ta làm sư phụ luôn ấy chứ. Cái này có là gì? Cậu ta chỉ lặp lại những mảnh khỏe tương tự và giả vờ là 13 tuổi. Vì vậy hãy bình tĩnh cái nhi. Đây là Thế vận hội Olympic đấy. Hai môn, 6 hiệp, 6 điểm kiểm soát. Điểm của hai môn trước và sau hoàn toàn giống nhau. Lòng dũng cảm này, sức mạnh này. 8 học sinh hàng đầu của 40 trường nổi tiếng. Đối với cái tên đó như một trò chơi. Thật là lố quá rồi. Cứ chờ xem, các cuộc thi hóa học và sinh học vẫn còn nhiều tình huống thú vị để xem. Cuộc thi vật lý kết thúc, nhưng truyền thuyết về Giang Nam vẫn chưa kết thúc. Kiểm soát điểm vô địch các tỉnh. Giả làm vị thần thập tam và những điều thú vị khác nhanh chóng lan rộng đến tất cả các trường học ở mọi nơi. Sáng hôm sau, ngoài phòng thi đã kín biển người. Tôi nghĩ rằng 8 vị học bá của 4 trường nổi tiếng đã là bất khả chiến bại trên thế giới. Hóa ra còn có người dũng cảm hơn họ. Đánh chết tôi cũng không thể tin được. Một nhân vật siêu cấp như vậy đang được nuôi dưỡng tại trường trung học cơ sở số 3 Giang Thành. Ha, cậu ấy đến rồi. Bạn học Giang Nam, người ta nói rằng bạn là một kẻ cùng kiểm soát điểm số. Điểm kiểm soát vòng 1 Olympic 60, điểm kiểm soát vòng 2 88, điểm kiểm soát vòng 3 là 99. Và điều này thực sự thú vị. Và bây giờ hóa học và sinh học cũng cần kiểm soát điểm đúng không? Bạn học Giang Nam, tôi có thể hỏi tại sao bạn lại thích kiểm soát điểm không? Đóng giả làm vị thần thập tam. Bây giờ nhiều người coi bạn là vị thần thập tam. Bạn nghĩ sao? Cái hệ thống chó chết này chỉ thích giở trò. 60, 88, cuối cùng là 99. Cuối cùng, làm tôi phải báo đi báo lại để trừ đi một điểm. Bây giờ rất nổi tiếng. Hệ thống phát hiện rằng ký chủ gây độc hại cho hệ thống. Hãy sửa chữa ngay bây giờ. Nếu không, hệ thống sẽ thực hiện các cuộc phản công thích hợp. Ví dụ, con chỉ mất đi 1cm. Lại bắt đầu rồi, ta không đủ khả năng để gây rối với mày, được chưa? Cuối cùng dưới vỏ bọc của giáo viên hóa học, phải mất rất nhiều nỗ lực Giang Nam mới có thể thoát khỏi hiện trường. Giang Nam chết tiệt, cậu đã giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi Olympic, đánh cắp vị trí đó của tôi trong cuộc thi, và thậm chí tham gia vào cuộc thi hóa học và sinh học. Cậu thực sự sẽ lấy đi cả 4 giải nhất. Hệ thống phát hành nhiệm vụ khống chế điểm, vòng bán kết thi hóa. Xin ký chủ vui lòng đạt 60 điểm, vòng thứ 2 vui lòng đạt 88 điểm, vòng 3 ký chủ vui lòng đạt 99 điểm. Hệ thống này dường như đặt tôi vào một tình thế khó khăn trong 7 ngày 7 đêm. Hãy cố lên, trong vòng 2 và vòng 3 tiếp theo của cuộc thi sinh học, Giang Nam đã hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của hệ thống. Bởi vì Giang Nam hai lần trước tự báo bản thân, thầy giáo chấm bài cũng sợ rồi, quyết định trừ trực tiếp cho Giang Nam một điểm còn 99 điểm. Thi Olympic toán, lý, hóa và sinh, 4 môn, vòng 3 đều đạt 99 điểm. Sức mạnh này thực sự có thể được gọi là mạnh nhất trong vũ trụ. Có lẽ chúng ta đã sai. Trước đây ta đã hiểu lầm Giang Nam. Cậu ấy không phải là một người thứ đại rồi coi thường chúng ta. Ngược lại, chính chúng ta mới là kẻ kiêu ngạo. Các vị khán giả, chúng tôi đã không phỏng vấn Giang Nam trong các vòng kiểm tra trước. Nhưng bây giờ tôi sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng nữa. Có ai đó đang đi ra? Đó có phải là Giang Nam không? Bạn học Giang Nam, bạn đã kiểm soát điểm. Ngoài ra bạn nghĩ sao về việc mọi người gọi bạn là vị thần thập tam? Kiểm soát điểm gì? Tôi cứ nộp giấy như bình thường là xong. Và ai đã gọi tôi là vị thần thập tam? Tôi không bao giờ giả vờ là thập tam. Bạn học Giang Nam, bạn không giả vờ là thập tam. Điểm số trong mỗi vòng của cuộc thi 4 môn là như nhau. Nếu bạn không giả vờ là thập tam, giáo viên sẽ cho bạn 100 điểm. Nhưng bạn liên tục tự nhận mình sai chỉ còn 99 điểm. Bạn nghĩ tôi tin? Chuyện này, tôi thậm chí không thể nói ra sự thật sao? Không được nữa rồi, khung cảnh quá lớn, không chịu nổi nữa rồi. Ai đó cứu tôi với. Lúc này, Phan Văn Hàn, một trong 8 vị thần của các trường học, thời điểm cuối cùng có kết quả của môn học, đã trực tiếp phải nhập viện. Lâm Tiên Tiên, Tô Dương, Diệp Phàm, các đại thần đều tìm thấy Giang Nam. Bạn học Giang Nam, chúng tôi đến đây để xin lỗi bạn. Chúng tôi không chỉ thiếu sức mạnh, mà còn quá kiêu hãnh và ghen tị. Đó là lý do tại sao tôi đã thách thức bạn trước đó. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tất nhiên, xin lỗi là xin lỗi.
Chúng tôi thua ở 4 môn toán lý hóa sinh, nhưng đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ chìm. Vòng loại trực tiếp đã kết thúc, nhưng trận chung kết mới là chiến trường thực sự. Hãy chiến đấu trong trận chung kết. Đấu cái gì mà đấu? Lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi? Các người không thấy mệt mỏi sao? Tôi không cần lời xin lỗi đó, đừng có tìm tôi làm phiền nữa. Giang Nam, hoan nghênh em trở về. Em đã 4 lần vô địch tỉnh, khiến nhà trường rất vinh dự. Kể từ khi thành lập trường trung học số 3, ngay cả thời điểm đỉnh cao 10 năm trước, chỉ có một người gần như có thể chen chân vào đội tuyển tỉnh. Em là ánh sáng của trường trung học số 3. Ngôi sao thi cử, vua của cuộc thi. Bạn học Giang Nam, cho tôi biết về 4 giải vô địch tỉnh lần này được không ạ? Bạn cảm thấy thế nào khi là người đầu tiên ở Bình Hải? Ngoài ra, có cách độc đáo nào để bạn đạt được kết quả tốt như vậy không? Phải, đã đến đây rồi. Sao các người tới đây nhanh thế? Tôi nhấn mạnh lần cuối, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi vô địch tỉnh thì làm sao? Người đầu tiên ở Bình Hải thì làm sao? Tôi không có gì để nói hết. Thú thật độc đáo, cũng chẳng có đâu. Bạn học Giang Nam, tôi biết bạn vừa nói đùa. Có lẽ là do tôi đã yêu cầu hơi quá đáng. Bạn không cần phải trả lời đâu. Hãy kể cho tôi nghe về cách bạn đến lớp vào các ngày trong tuần được không? Đến lớp, được thôi. Tôi ngủ trong lớp hoặc chơi game, thỉnh thoảng lên phòng hiệu trưởng uống trà. Học sinh Giang Nam, cuộc phỏng vấn này sẽ được lên TV. Đối với trường học, xin vui lòng nói điều gì đó tốt đẹp. Giang Nam, em đừng tự cao tự đại, mặc dù những gì em nói là sự thật, nhưng phương pháp học của em không phù hợp với tất cả mọi người. Cần nói những điều thực tế hơn. Hiệu trưởng, cô giáo, ai đã hứa với em không để phóng viên làm phiền khi em ở trường? Nhưng bây giờ, tôi hiểu rồi, tôi hứa đây là lần cuối cùng. Nghĩa là em hứa sẽ nói một vài từ tốt đẹp một cách bình thường. Tôi đảm bảo em sẽ ngủ ngon ở trường. Tôi chỉ nói đùa thôi. Đừng để ý, bây giờ hãy để tôi nói theo cách khác. Chỉ có một khoản đầu tư trên thế giới chắc chắn kiếm được tiền. Đó là học tập. Học, học nữa học mãi. Nghĩa là còn sống thì hãy học. Trung ngữ nói, gió xuân thổi bay trận đánh. Ai sợ ai trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay tăng lên một điểm, giết ngàn người. Được rồi, bạn đừng nói nữa. Bạn cứ ăn uống và ngủ đầy đủ đi. Chúng ta vẫn còn một số việc phải làm. Tạm biệt. Giang Nam, em là cố tình phải không? Cố tình làm cho mọi người tức giận. Em nói không, mọi người có tin không? Không tin, mọi người ở đây ai cũng thấy. Vậy không sao đâu. Dù sao thì em cũng làm theo yêu cầu nói rất nhiều điều tốt. Phần còn lại không phải việc của em. Em về đây. Tạm biệt. Thằng nhóc này 4 lần vô địch tỉnh, tinh khí của nó cũng theo đó mà phát triển. Giang Nam, đang làm gì thế? Không gì cả, chỉ là ra ngoài đi dạo. Đúng rồi, anh em cậu không đi học sao? Tôi đã nước mạng ở trường. Thấy cậu đã trở về từ thủ sự của tỉnh, sau kỳ thi ngày hôm nay, tôi đặc biệt xin nghỉ phép để tới ăn mừng với cậu. Đi thôi, chúng ta lên lầu. Không được lên. Sao vậy? Không sao, tôi không thể đi lên bây giờ. Vậy thì đi học. Đi học cũng không được. Giang Nam lắc đầu. Chỉ vì một nhóm các cô dì trưởng tín đang ngồi trong nhà cậu. Ngoài trường học, bởi vì các giáo viên đang làm ầm lên, nhưng học sinh trong lớp và phân bò vẫn chưa làm ầm lên. Cậu không thể về nhà, cậu không thể quay lại trường học. Vậy thì đi đâu được? Hay là về nhà tôi đi? Hả, nhà cậu? Đúng vậy, đến nhà tôi. Nhà tôi ở gần đây, cũng rất yên tĩnh. Cậu chưa từng tới nhà tôi nữa. Nhưng mà bố mẹ cậu, yên tâm, bây giờ vẫn còn sớm. Bố mẹ tôi đi làm trở về, sẽ không về ít nhất cho đến 11 hoặc 12 giờ. Vậy thì được. Anh, gia đình cậu đang làm gì vậy? Sao nhìn giàu thế? Ở nhà tôi không làm gì cả. Chỉ là bố mẹ tôi điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Cậu hãy coi họ như những người thu tiền thuê bình thường. Bạch Anh giải thích hơi xa vời, trong mắt thoáng qua một tia hoảng sợ. Doanh nghiệp nhỏ, thu tiền thuê bình thường, lầu quỷ chắc tôi tin. Một doanh nhân nhỏ có thể xây dựng một ngôi nhà lớn như vậy. Thu tiền thuê bình thường có thể mua đàn piano chuyên nghiệp. Giang Nam, cái đó không cần giải thích. Giải thích là để che đậy. Mọi người đều có một bí mật, phải không? Tôi chỉ tò mò, có một cây đàn piano lớn như vậy trong nhà của cậu, sẽ không làm phiền hàng xóm nếu chơi nó chứ? Không có đâu, các bức tường của nhà tôi được sửa đổi đặc biệt để cách âm, không ai có thể nghe thấy trừ khi họ đến quá gần. Vậy có nghe thấy nó ở tầng dưới không? Ba tầng dưới lầu cũng là nhà tôi. Gia đình tuyệt vời, đúng là một gia đình tuyệt vời. Bạch Anh thực sự là một tiểu thư giàu có. Anh, chơi đàn piano này, cậu có thể chơi nó không? Có chứ, chơi giỏi luôn. Tôi đã học piano được 10 năm rồi, đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp, sẽ đạt được điều đặc biệt sớm thôi. Hệ thống phát hiện ký chủ lần đầu tiên tiếp xúc với piano, kích hoạt phần thưởng ngẫu nhiên, các bản nhạc của Elix. Nếu ký chủ có thể chơi trọn vẹn và suôn sẻ trong vòng 10 phút, sẽ nhận được 100 điểm. Hệ thống này thực sự có thể kích hoạt phần thưởng ngẫu nhiên. Vậy thì, anh, tôi có thể chơi một giai điệu không? Chơi một giai điệu? Sao, Giang Nam, cậu biết chơi đàn sao? Bạch Anh chưa nói xong. Một âm thanh piano chân thực đẹp đẽ vang lên. Giang Nam, cậu ấy thực sự có thể chơi piano, lại còn chơi rất giỏi nữa. Cảm giác cấp độ còn cao hơn cả của mình. Đây có phải sức mạnh của học bá không? Thực sự là quá lợi hại. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chơi piano. Khen thưởng ký chủ thể lực cộng 1, nâng cầm cơ sở cộng 1, tiền năng piano cộng 1, điểm cộng 100. Có vẻ như sau này sẽ có nhiều cách hơn để kiếm điểm. Hệ thống, mày cũng được đấy.
江南，bài nhạc vừa rồi thật sự rất hay. 这首曲子真好听。Cậu có thể trở lại được không? Bạch Anh Anh vừa dứt lời, kết quả là con lợn rừng nhỏ này định trộm bắp cải của ta đi đâu? Sao mi dám đụng vào đàn piano của vợ ta? Xem ta có đánh gãy chân của mi không? Bắp cải ở đâu cơ? Đúng là tôi đang chơi piano, nhưng bắp cải ở đâu cơ? Cái này, bố, mẹ, hai người không phải đang ở công ty sao? Sớm như vậy, sao đã về rồi? Nếu chúng ta không về, thì cái bắp cải khó trồng thế này đã bị ai đó nhổ hết rồi. Người trước mặt chúng ta có biệt danh là Bạch Lão Đại, chủ tịch tập đoàn Bạch, trị giá hàng nghìn tỷ đô. Trong hơn 10 năm, ông ấy đã che giấu danh tính thực sự của Bạch Anh Anh, ngoại trừ một vài người đáng tin. Bố nói cái gì thế? Để con giới thiệu, ta không cần giới thiệu, ta sẽ tự hỏi nó. Đồ con lợn, cậu tên là gì? Mục đích của việc tiếp cận bắp cải nhà ta là gì? Nói cho ta biết sự thật, không ta sẽ đập gãy chân của cậu. Cháu chào chú, cháu tên Giang Nam, cháu với anh là bạn cùng lớp. Về việc tới nhà chú hôm nay, chỉ là nhà cháu có quá nhiều người và nó hơi ồn ào. Cháu tới đây để trốn. Nhưng chú và cô đã về rồi, vậy cháu cũng về đây. Nếu mọi việc không được rõ ràng trước khi rời đi, cậu có thể đi sao? Hôm nay ta phải dạy cho cậu một bài học. Bố định làm gì thế? Giang Nam là bạn học của con, sao bố lại đối xử với cậu ấy như vậy? Nhà đầu thối, đây là đứa con gái tôi đã nuôi dạy rất vất vả đây, lại quay cù trò và mặt ta nhanh như vậy. Anh, con tránh ra, đừng để bị thằng nhóc này lừa. Bố quá cực đoan và hiểu lầm, nó khiến con dắt nó về tận nhà rồi, lại còn nói hiểu lầm. Nó muốn lừa con đấy có biết không? Bố thật sự hiểu lầm rồi, Giang Nam là bạn cùng lớp với con và sống trong cùng một khu phố với chúng ta. Ngoài ra, con đã đến nhà cậu ấy nhiều lần, ăn rất nhiều bữa ở nhà cậu ấy rồi. Bạch Phong thực sự lo lắng, ông thực sự muốn giết chết Giang Nam. Nhưng ông ấy không thể làm điều đó dù rất muốn. Ông ấy biết rõ nhất về tính khí của con gái mình. Lão Bạch, không sao đâu, dừng lại đi. Bạch Phong đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Giờ vợ ông ấy đã lên tiếng, xuống dốc tức thì với sự cứu trợ này. Mẹ, tại sao mẹ lại làm Giang Nam xấu hổ? Ai nói mẹ sẽ làm cậu ấy xấu hổ? Anh con có thích cậu ấy không? Mẹ nói cái gì vậy? Giang Nam thực sự là bạn cùng lớp mà, không phải như mẹ nghĩ đâu. Được rồi, mẹ làm sao có thể không hiểu con? Giang Nam phải không? Cậu có chơi bản nhạc mà vừa rồi ta nghe thấy ngoài cửa không? Tên nó là gì? Tên là Elsie, có thể chơi một bài hát hay như vậy, đủ để chứng minh tài năng của cậu trên cây đàn piano. Ban đầu, ta hy vọng rằng anh có thể đạt được mức đó, nhưng nó lại mắc kẹt trong một nút cổ trái. Liệu nó có thể tiến xa hơn hay không? Nhưng bây giờ đã có cậu, cũng không tệ. Ôi, cô hiểu lầm rồi. Cháu thực sự không giỏi chơi piano, bản nhạc vừa rồi là cháu chơi bừa. Cậu không giỏi, chỉ là chơi bừa, chơi cho vui thôi sao? Nhưng từ đó có nghĩa là gì? Ta chỉ còn một bước nữa là trở thành bậc thầy piano ở cấp độ chuyên nghiệp thứ 9. Cậu lại nói là cậu chơi không giỏi sao? Cháu thật sự không giỏi mà, piano chỉ là sở thích thôi. Vậy cậu giỏi nhất ở cái gì? Anh thật mà nói, cháu không biết mình giỏi nhất ở lĩnh vực nào. Cháu biết một chút về piano, cờ vua, thư pháp và hội họa. Tất cả chỉ là sở thích. Có lẽ điều cháu giỏi nhất là học tập. Cậu học giỏi nhất môn gì? Ta thực sự không biết phải nói gì. Cậu có biết ý nghĩa của việc trở thành một bậc thầy piano không? Dù cậu có học giỏi đến đâu, hoặc được nhận vào một môi trường danh tiếng ở thành Bắc, nó không thể tốt hơn một bậc thầy piano, trừ khi cậu có thể đưa một chủ đề lên hàng đầu, trở thành nhà khoa học hàng đầu, một người tiên phong trong một ngành công nghiệp. Nếu ta nhớ một cách chính xác, 4 kỳ thi Olympic gần đây, ta không biết cậu đã giành vị trí thứ mấy trong vòng sơ loại, cậu đã giành được vị trí thứ mấy trong trận tài đấu, cậu đã vào đội tuyển tỉnh chưa? Mẹ không biết cậu ấy học giỏi như thế nào đâu. Giang Nam đều tham gia các thế vận hội Olympic và giành vị trí thứ nhất trong 4 nội dung thi đấu ở vòng sơ khảo, giành thêm 4 danh hiệu cấp tỉnh trong trận tài đấu, trở thành người thứ nhất ở tỉnh Bình Hải. Ngay khi Bạch Anh nói điều này, không chỉ khuôn mặt của Bạch Phong thay đổi, khuôn mặt của Kim Hồng Tiết cũng thay đổi. Con gái ngoan, con không nói dối để bảo vệ thằng nhóc này chứ? Cũng giống như nó, mặc dù nó đẹp trai hơn, nhưng nhìn thế nào trông nó cũng không giống một người thích đọc sách. Những gì con nói đều là sự thật. Bạch Phong và Kim Hồng Tiết lấy điện thoại ra, tìm kiếm nóng hổi và bình luận của các giáo sư cấp cao về Giang Nam trong vài ngày qua. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt cả hai. Bạch Phong, người mới một giây trước còn có ánh mắt không thiện cảm, bây giờ thì... Giang Nam, chúng ta vừa mới kiểm tra đôi chút về cháu. Cháu đừng lo. Thực ra chúng ta không có gì phản đối việc cháu ở bên anh. Thực ra cháu và anh hoàn hảo. Cháu hãy thư giãn đi, ngồi bất cứ đâu mà cháu muốn. Cái này, chú hiểu lầm rồi. Anh và cháu không như chú nghĩ đâu. Chúng cháu thực sự là bạn cùng lớp. Chúng cháu, vì là bạn cùng lớp, vậy ta muốn mời cháu đến nhà ta với tư cách là khách mời. Ta đoán cháu chưa ăn đúng không? Ta rất vui, ta sẽ tự nấu ăn cho cháu. Để ta cho cháu biết, tài nấu ăn của ta rất tốt. Là đàn ông, nếu muốn chiếm được trái tim phụ nữ, điều đầu tiên là phải nắm lấy bụng của người phụ nữ đó. Giờ phút này, Bạch Phong thực sự rất nhiệt tình, không cho Giang Nam cơ hội giải thích nhiều. Cuối cùng, là một bữa ăn thịnh soạn. Giang Nam cuối cùng cũng thoát được. Giang Nam, bố muốn cùng con bàn chút chuyện. Chuyện gì thế bố? Nói về chuyện này rất rắc rối. Quản lý Dương của đơn vị của bố, con đã gặp ông ấy khi con còn nhỏ. Ông ấy có một cô con gái tên là Dương Nhược Ban, năm nay cũng là năm thứ 3 cấp 3, nhưng điểm trung bình. Lần này con đã giành được 4 chức vô địch cấp tỉnh và con đã nổi tiếng trong toàn thành phố. Ông ấy muốn con làm gia sư cho con gái ông ấy. Chú Dương là một người tốt, đã chăm sóc tốt cho bố và mẹ của con vào các ngày trong tuần. Trong những năm qua, bố cũng đã thừa hưởng rất nhiều tình yêu từ người khác. Vì vậy, được rồi, chuyện gia sư này con đồng ý. Hai ngày này con cũng nghỉ học, dành thời gian dạy kèm cô ấy cũng được. Được, bố sẽ thông báo để họ chuẩn bị.
Con nói bố này, bố khá giỏi trong việc tìm đồ cho con. Bạch Anh Anh vừa kết thúc, một dư nguyện bàn khác lại đến. Đúng là cuộc sống của một con bò. Đúng rồi, của viêm lăng này dường như sắp hết hạn nếu mình không sử dụng nó. Hệ thống sử dụng của viêm lăng. Của viêm lăng, cải thiện ngoại hình sau khi sử dụng. Nâng nhan sắc lên gấp 10 lần so với ban đầu. Đạt được sự hoàn mỹ không tỉ vết. Đang tiến hành đồ cho ký chủ. Nhân tiện tặng ký chủ 3 bộ sĩ khí mới. Hệ thống chó chết, đây cũng được gọi là tăng gấp 10 lần dung mạo sao? Không phải mày chỉ vừa thay cho tao kiểu tóc và quần áo thôi sao? Phiền chết đi được, bố thực sự đã tìm một ai đó dạy kèm cho mình. Mình đâu có cần dạy kèm, mình có thể vượt qua cấp 2, điều đó đã rất tốt rồi. Lại còn phải học cấp 3, đây không phải chỉ là giả tạo sao? Nhưng việc ban mặt thị ra, cô không vui. Xin chào bạn học, tôi là Giang Nam. Giang Nam, anh là học sinh siêu phàm của trường trung học số 3, đạt giải nhất 4 cuộc thi cấp tỉnh. Giang Nam, anh trai này đẹp trai quá. Không sai, tôi chính là Giang Nam. Nói đi, bây giờ em muốn làm như thế nào và em muốn cải thiện bao nhiêu? Tôi chỉ có 2 ngày để đáp ứng em nhiều nhất có thể. Giang Nam ca ca, đừng vội phụ đạo. Anh đã đi thi cho đến giờ, chắc hẳn rất mệt mỏi. Tại sao anh không nghỉ ngơi trước? Em sẽ đi rửa hoa quả cho anh ăn. Tôi không mệt, tôi không cần nghỉ ngơi. Nếu em muốn phụ đạo, hãy bắt đầu ngay bây giờ, thời gian là quý giá. Lớp trang điểm xinh đẹp của tôi, nếu là người khác chắc tôi đã kệ rồi. Anh ấy còn không muốn nhìn nữa. Giang Nam ca ca, điểm số hiện tại của em hầu như không thể vào được đại học. Và đó là giới hạn của em. Em có thể cải thiện nó không? Vào đại học thôi à? Vậy thì nền tảng của em thực sự đủ tệ rồi. Nền tảng của em tuy kém nhưng không phải là vô vọng. Em nói xem em muốn tham gia trường đại học nào. Anh có cần tức giận như vậy không? Sao? Em không tin tôi. Không phải em không tin, chỉ là em đã thực sự làm hết sức mình. Nhưng kết quả luôn như vậy, rất khó cải thiện. Khó cải thiện, chỉ là em chưa tìm đúng phương pháp thôi. Cứ để nó cho tôi là được. Vậy em muốn nâng nó lên 600 điểm có được không? 600 điểm? Sao vậy? 600 điểm cũng không được sao? Không được thì thôi, sau tất cả, em cũng chưa bao giờ mong đợi. Ước mơ của em là trở thành một ngôi sao. Sẽ là tốt nhất nếu có thể đạt được 600 điểm trong bài kiểm tra và được cảnh đình thừa nhận. Không vào được cảnh đình thì có thể vào 3 trường điện ảnh khác. Hóa ra là muốn thành ngôi sao, 600 điểm không phải là không thể cải thiện, chỉ cần dành nhiều thời gian hơn. Anh thật sự có biện pháp? Chỉ có 600 điểm, chuyện nhỏ như thỏ, yên tâm, chỉ cần em tập trung, ngay cả khi đau đầu, tôi cũng có thể đạt được 600 điểm. Đầu tiên em tìm ra một bộ bài mà em cho là khó làm nhất. Hãy để tôi xem trình độ của em là gì. Sau đó cho em lời khuyên bất ngờ. Dương Nhược Ban ngay lập tức lấy ra một số bộ bài mô phỏng kỳ thi tuyển sinh đại học Hoàng Cương khó và khó. Dưới cái nhìn của Giang Nam, cô chăm chú và ngoan ngoãn như một chú mèo con. Sau nửa ngày, 4 bộ giấy tờ cuối cùng đã hoàn thành. Xong rồi đúng không? Một từ thôi. Ngốc, chỉ là loại bài kiểm tra cố ý xả nước này mà chỉ được 528 điểm. Tôi có thể thấy vấn đề của em rất tệ trong môn toán, đặc biệt là khối hình học không gian. Xác định xem các đường thẳng và bề mặt song song hay vuông góc, cộng với các bài toán liên quan đến lượng giác. Trong 2 ngày này, tôi sẽ tập trung vào những phần này. Nhồi nhét và nhồi nhét. Hy vọng em hiểu. Nếu em không hiểu, vậy chỉ có thể học thuộc lòng. Hôm nay kết thúc ở đây. Mau nói thật cho tôi, tại sao cậu có mùi của con gái? Cậu đã làm gì thế? Mùi con gái? Anh, cậu ngửi nhầm rồi. Bạch Anh Anh nhìn chằm chằm Giang Nam, có chút tức giận trên khuôn mặt xinh đẹp, trông giống như một vụ phun trào núi lửa. Tôi khai hết. Tôi đang dạy kèm cho người khác. Cô ấy là con gái giám đốc đơn vị của bố tôi. Thế thôi, không còn gì nữa cả. Được, vậy tôi hỏi cậu một câu. Tên của cô bạn dạy kèm này là gì? Học trường nào? Có xinh như tôi không? Đây không phải là 3 câu hỏi sao? Đừng nói nhiều, nói mau. Cô ấy là Dương Nhược Ban, học ở trường trung học số 1. Không xinh bằng cậu, không xinh bằng bạn, đây là trọng điểm. Tôi tin rằng người đàn ông nào cũng thế phải không? Nếu không, vậy thì chuẩn bị tăng lễ đi. Tôi thực sự chỉ giúp đỡ cô ấy. Ngày mai tôi sẽ đến trường. Và tôi sẽ không bao giờ gặp lại Dương Nhược Ban nữa. Được, vậy tôi tin cậu lần này. Hẹn gặp lại vào sáng mai, chúng ta cùng nhau đến trường. Tiểu cô nương này, khó tính thật. Các em, ngày mai sẽ là kỳ thi giữa kỳ cuối cùng ở trường trung học. Đây là một bài kiểm tra rất quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Hôm nay các em phải học thật chăm chỉ. Giang Nam, em đi cùng tôi tới phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng thầy tìm em. Giang Nam, em đến rồi. Ngày mai trường thi giữa kỳ, không có vấn đề gì với em. Vì vậy, tôi đã quyết định gửi giáo viên chủ nhiệm của em. Mai em không cần phải tham gia đâu. Hả? Thầy nói gì? Không có điểm. Giống như thải giám kiếm tiền, tuyệt đối không thể được. Hiệu trưởng, những gì thầy nói là không có chừng mực. Nếu để thi không khó thì không cần phải thi. Thầy đang suy nghĩ logic như một đứa trẻ phải không? Học sinh Giang Nam, không phải tôi đang thảo luận với em sao? Chủ yếu là do em quá giỏi. Nhiều học sinh trong trường đã bị tấn công. Đặc biệt là Tần Phong, cựu học sinh học bá số 1. Kể từ khi biết em đã giành được 4 giải vô địch cấp tỉnh, cậu ấy sắp trở thành một kẻ tâm thần, suốt ngày la hét. Kỳ Thắng Phong, Hà Thắng Nam. Tất nhiên, nếu em muốn tham gia, chúng tôi sẽ không ngăn cản em. Hiệu trưởng, không cần nghĩ nữa, em chắc chắn sẽ tham gia. Hiệu trưởng, tôi nghĩ như này. Giang Nam có thể tham gia kiểm tra giữa kỳ, nhưng chúng ta hãy sắp xếp một nơi cho em ấy một mình. Và kết quả sẽ được bảo mật sau đó. Chỉ có giáo viên chúng ta biết. Không được đứng vào bảng xếp hạng của trường. Tôi biết là vậy, chỉ là... Hiệu trưởng, em không có ý kiến. Miễn là em có thể tham gia kiểm tra, thì không có vấn đề gì.
không được công khai và xếp hạng cũng không quan trọng. Được, vậy thì như vậy đi. Lại thi nữa rồi, đã đến lúc những tên cận bã chúng ta phải giả làm một thằng nhóc 13 tuổi. Không phải như vậy đâu. Lũ cận bã chúng ta cũng có thể phản công. Bây giờ chỉ cần xem tôi biểu diễn. Cậu nói như cái dám vậy, vương béo. Dựa trên sức mạnh sau bảng lâu năm của cậu, cậu vẫn còn nào tưởng về một cuộc phản công? Cậu nằm mơ à? Đúng vậy, vương béo, cậu cho rằng cậu cũng là nam thần sao? Chỉ cần đi theo chúng tôi và trở thành một kẻ cặn bã. Được rồi, mọi người im lặng. Nam Nam sẽ không tham gia kỳ thi giữa kỳ này. Vì vậy, mọi người đều có cơ hội để có được vị trí đầu tiên. Sao cơ, Nam Nam không tham gia kiểm tra? Lời vừa ra, mọi người ngay lập tức cảm thấy rằng họ đã mất đi áp lực. Thêm một cơ hội khác để trở thành số 1. Tân Phong, đừng quá phiền muộn. Trên thực tế, em vẫn còn rất mạnh mẽ. Ngoại trừ Giang Nam, em là bất khả chiến bại trong toàn trường. Rốt cuộc, em vẫn là người duy nhất chiếm danh sách hàng năm trước Giang Nam. Em phải điều chỉnh tâm lý của mình. Em cũng muốn chỉnh lại, nhưng khi em nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn hình bóng Giang Nam. Em không làm nổi. Tân Phong, em nói là làm không được, cũng không trách được. Hết lần này đến lần khác thua Giang Nam. Nhiều đến nỗi cậu ấy đã để lại một cái bóng trong lòng em, dần dần phát triển thành một cơn ác mộng. Vì vậy, lần này em có thể giành được vị trí đầu tiên trong bài kiểm tra, và em có thể xây dựng lại sự tự tin của mình. Hiệu trưởng, em không thể đánh bại Giang Nam. Giang Nam sẽ không tham gia kỳ thi này, vì vậy em chắc chắn là số 1 của trường. Sao cơ, cậu ấy không tham gia kỳ thi? Sao lại thế? Người ta nói rằng cậu ấy đã đến trường rồi, em không cần phải nghĩ về nó. Cậu ấy có lý do riêng để không tham gia. Em chỉ cần tập trung chuẩn bị cho kỳ thi, chỉ cần lấy điểm trước đây của em. Tần Phong gật đầu lia lịa, dường như có dấu vết của tinh thần chiến đấu trong mắt cậu ta. Cậu học sinh có tinh thần cao đó dường như đã trở lại. Kỳ thi này, ngữ văn, toán học, khoa học tổng hợp, ngoại ngữ, xin hãy đạt không điểm. Không điểm, dự má. Nếu biết sớm vậy, tôi đã đồng ý với hiệu trưởng không đi thi rồi. Hiệu trưởng và Hồ Diệp Phi sẽ nghĩ thế nào? Đang đùa tôi sao? Nhiệm vụ đã đưa ra rồi. Giang Nam không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắm mặt vào làm. Nhưng khả năng bị không điểm ngữ văn là không cao. Rốt cuộc thì nó luôn nhận được điểm đồng cảm, trước khi nó trống rỗng. Tuy nhiên, Giang Nam có thể bị không điểm ngay cả khi không cần phải bỏ trống. Thật không thể tin được. Thật vô lý khi yêu cầu cậu ấy không tham gia kỳ thi. Cậu ấy khăng khăng nói điều gì đó khi còn là học sinh. Học là bổn phận. Thi cử là hòn đá thử. Kết quả ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học, nó lại tặng cho lão lương một của chúng số không? Đây là chơi tôi à? Vào giờ phút này, nếu Hồ Diệp Phi không phải làm giáo viên, thì đã để Giang Nam trải nghiệm sự phẫn nộ này. Sư phù thủy, trên bản năng cấp của trời và đất, cú đấm sấm sét và chiều cuối. Hiệu trưởng, không hay rồi, đài phát thanh gặp sự cố và băng ghi âm bị hỏng rồi. Anh đã làm gì? Kỳ thi ngoại ngữ năm thứ 3 trung học phổ thông đã bắt đầu. Đây là bài kiểm tra giữa kỳ, không thể không nghe băng ghi âm. Hiệu trưởng, tôi xin lỗi, bây giờ tôi có một biện pháp khắc phục. Kỳ mai đó nói được ngoại ngữ rõ ràng và lưu loát để nói. Thầy thấy được không? Sẽ có một sự khác biệt lớn giữa phát sóng thủ công và băng ghi âm. Nhưng ngoại trưởng nói thủ công, giờ không còn biện pháp nào khác. Đã như vậy, chỉ còn cách này thôi. Giáo viên Dương, nhiệm vụ này giao cho cô. Không được, không được. Hiệu trưởng, bây giờ tôi đang tập trung vào việc giảng dạy. Ngoại ngữ rất nhiều sai sót, chắc chắn không tốt bằng băng ghi âm. Ngay khi mọi người đang lúng túng không biết làm gì, đột nhiên Giang Nam, sao em lại ở đây? Hiệu trưởng, cô Dương, nếu thực sự không thể tìm thấy bất cứ ai, vậy thì giao cho em đi. Học sinh Giang Nam, phiên điều tranh phát sóng thủ công này không phải là trò đùa. Ngoại ngữ không giỏi thì chỉ trúc lấy thất bại. Cô Sơ Ly Dương còn không làm được. Em làm được sao? Thầy nói gì? Làm thế nào một nam nhân có thể nói không? Tự tin em, vì Giang Nam đã đến đây rồi, vậy thì để nó đi đi. Hiệu trưởng, thế này có độc đoán quá không? Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra, vậy thì phiền phức lắm. Hiệu trưởng, thầy thực sự phải suy nghĩ lại. Kỳ thi giữa kỳ là nghiêm túc, không phải trò đùa. Cô ơi, lẽ nào cô không tin em sao? Giang Nam, đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Được rồi, mọi người đừng nói nữa. Chúng ta phải tin tưởng Giang Nam, quyết định vậy đi. Lúc này, hiệu trưởng Cố Thiên Hiền rất bình tĩnh, bởi vì Giang Nam đã tạo ra quá nhiều kỳ tích rồi, và những điều kỳ diệu đó là điều trước đây họ thậm chí không dám nghĩ tới. Where are the speakers? A. At the swimming pool. B. In that clothing shop. Không đúng, âm thanh đó không đúng. Nếu tôi nghe không nhầm, đây phải là phát thanh nghe thủ công. Giang Nam, đây là tiếng của Giang Nam. Làm thế nào cô ấy có thể đến phòng phát thanh để phát sóng nghe? Khả năng nói này còn tốt hơn cả băng ghi âm. Độ thông cảm của phát âm này chắc chắn là cấp 8. À đu, đây thực sự là giọng nói của Giang Nam. Ảo quá rồi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chính xác nhiệm vụ không điểm kỳ thi giữa kỳ này. Tất cả các phần thưởng đã được gửi đến hệ thống. Xin mời kiểm tra.